Cô Xuân bật được mic chưa ạ? Dạ cô, em làm mà chưa có được đầy đủ cô ơi. Cô Xuân có thể là chia sẻ là những cái buổi mà cô Hiên hướng dẫn cái bộ sách tương tác thông minh ấy, thì cô đã làm được những cái quyển sách gì rồi, và trên cái quyển sách đó thì cô đã có thể là giúp cho cái quyển sách nó trở nên thần kỳ hơn ở những điểm nào so với những cái cuốn sách bình thường của mình không ạ? Dạ cái cuốn sách em làm á thì em chèn một số cái PowerPoint của cô liên kết vô cô, nó tiện lắm cô, nó xài tới cái hoạt động nào thì em dùng cái bài đó em minh họa cho học sinh á, ngay cái mỗi cái hoạt động đó thôi. Như cái bài viết sáng tạo của học sinh á, cần vẽ sơ đồ tư duy á, thì em làm cái chương trình của cô gửi là Avida đó, nhưng mà nó em cứ nghĩ sao em làm theo cái quán tính nó còn nó chưa có rành, nhưng mà nó vẫn đẹp hơn bao giờ hồi xưa em làm. Dạ vâng, như vậy đấy là cô đã thành công, rất là thành công rồi đúng không ạ? Có nghĩa là cái cuốn sách của mình có thể là chèn PowerPoint đúng không ạ? Chèn video, âm thanh, hình ảnh vào trong cuốn sách. Ví dụ như là trên cái cuốn sách của mình thì nó không chỉ có hình ảnh với lại phần văn bản thôi đúng không ạ? Nó còn có cả âm thanh, video, hay nói cách khác nó chính là cách mà mình có thể chèn cái thông tin đa phương tiện vào đúng không ạ? Thậm chí thì cuốn sách đó không chỉ là chèn những cái hình ảnh video mà còn chèn các cái link từ trên mạng internet, ví dụ như là các cái phần trò chơi chẳng hạn, như là sử dụng cái đồng hồ đó là online stopwatch, hay là các cái class 123 đúng không, đều có thể là ghim tất cả các cái link đó trên cái cuốn sách thông minh của mình, nó vô cùng là vi diệu. Các thầy cô có thể là chia sẻ những cái nội dung mà các thầy cô đã thực hiện được không ạ? Vâng, rất cảm ơn cô Xuân rất nhiều. Cô Xuân rất là chăm chỉ và cô đã làm được rất là những cái điều mà học sinh của mình rất là hào hứng đúng không cô? Đúng rồi, học sinh thích lắm cô. Và cảm thấy là mặc dù là cũng là nhiều năm rồi, nhưng mà mỗi khóa thì lại có những cái cảm xúc riêng và những cái ấn tượng riêng khi sử dụng những cái cuốn sách hay là những cái phần mềm trên bảng tương tác thông minh. Cô Trần Hiền ơi, cô đã ứng dụng được ở phần những cái nội dung trước như thế nào rồi ạ? Dạ vâng ạ, chào cô Hiên ạ, chào các thầy cô. Với phần mềm thiết kế sách điện tử này thì là cái chỗ phần mục lục ấy, cái file sách công nghệ của em, cái file PDF của em nó lại không có cái trong mục lục nên là em chưa tạo được cái mục lục. Hôm cô À, Hiên đó mới là buổi đầu tạo cái mục lục biển quyển công quyển nghệ sách tám cánh diều, cái file PDF bọn em nó lại không có cái trong mục lục. Sách thì À có đây đây nhưng đây không biết vâng. hiểu sao cái file PDF lại không có. À vâng, thế thì em sẽ chia sẻ để cô Hiền có thể là nhìn được nhé. Ví dụ như là đây là cái cuốn sách công nghệ tám cánh diều đúng không cô Hiền? Vâng ạ, vâng À ạ. cô Hiền, công nghệ tám cánh diều đây đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng Đây mà thì nó cô không Hiền có trong mục có lục. phần trang mục lục đây ạ. Vâng. Ví Bản của dụ em như đang tải lại là không có trong mục lục. các thầy cô có thể thấy là ở trang mục lục này thì các thầy cô có thể muốn chuyển đến bài nào là mình có thể chuyển được, thì nội dung này cô Hiên đã chia sẻ rồi, thì các thầy cô chỉ việc đó là mình kích chuột vào cái trang đấy là mình có thể là vào được các cái bài thôi, hoặc Vâng. là thậm chí ở trên những cái bài như ví dụ như thế này đúng không ạ, những cái bài như này thì mình chỉ cần kích vào đây một cái là mình có Phương pháp thể sử là dụng có hình phương pháp hình chiếu chiếu phương pháp đúng không vuông góc. Vâng ạ. ạ. Đấy, đây, và cái phần video này thì Xây dựng cô các hình Hiền có thể chiếu là vuông cho góc, to nhỏ đấy, vật có nghĩa thể được là đặt trong mình không có thể gian là được cho tạo to bởi nhỏ ba như cặp này sóng hình chiếu mà vuông vẫn ở góc trên của bảng nhau tương tác từ thôi nhé. đơn một. Cô Tên Hiền gọi muốn là đóng sóng. lại thì đóng lại như này, Vâng không ạ. nhìn thấy video đâu đúng không? Đây là toàn bộ ở Vâng. trên bảng tương tác ấy. Đây chính là cái cuốn sách mà cô Hiền đang dạy, đó là cuốn sách cánh diều đấy cô Hiền ạ. Đấy, Nhưng mình mà chỉ em có cần một kích vào vị hình trí cái chiếu là vuông có góc video đúng không, kiểu và tất như này cả những cái nội dung gì mình đều có thể làm được. Ví dụ như là xây dựng các hình bài chiếu vuông PowerPoint góc, này, vật thể được đặt chèn trong file không PowerPoint gian này, được tạo bởi ba mặt. thậm chí là Vâng. mình có thể chèn cái sơ đồ tư duy này, hoặc là kể cả các thầy cô muốn ghim một cái link các cái trò chơi thì mình đều có thể ghim link được. Ví dụ Vâng như ạ. là thầy cô có thể là ghim một cái link bất kỳ nào đấy nhé.
Cô Hiên có thể là tạo một cái link, ví dụ ở đây cô Hiên sẽ tạo một cái hình bất kỳ nhé. Các thầy cô có thể là có rất là nhiều biểu tượng, ví dụ các thầy cô có thể vào PowerPoint này, vào PowerPoint các thầy cô sẽ chọn một cái biểu tượng nào đấy, ví dụ như các thầy cô vào insert vào cái icon này này, nó có rất là nhiều những biểu tượng đẹp các thầy cô ạ. Thế còn trên bảng tương tác thì mình vẽ cũng được, ví dụ như các thầy cô có thể là vào đấy, ví dụ như cái dấu, cô Yên có thể sử dụng cái dấu cộng như này, có nghĩa là mình muốn thêm cái gì vào đấy chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì ở đây các thầy cô có thể là lưu đây, mình sẽ sang cái phần vị trí này. Đây là cô Hiên đang vẽ đúng không? Khi mà nó đen như này thì các thầy cô cũng có thể là làm nhanh. Ở đây là mình chọn cái màu trắng để mình quét cho nó nền, nền thì nó lại ấy. Thế thì các thầy cô sẽ có thể là sử dụng luôn cái phần này nhé. Các thầy cô lưu lại thì nó sẽ dễ hơn. Đây, các thầy cô sẽ lưu lại nhé. Save. Đây, cô Hiên có thể ghi là biểu tượng 1 nhé. Biểu tượng dấu cộng. Ví dụ cô Hiên có thể lưu ở phần tư liệu thiết kế. Thì các thầy cô có thể là thêm vào bất kỳ cái chỗ vị trí nào cũng được. Ví dụ mình chèn thêm vào. Và xong là cô Hiên đã lưu ở phần mục download này. Các thầy cô có thể nhìn thấy rõ không ạ? Cô Hiên sẽ phóng to lên nhé. Đây, ví dụ như ở trong cái tư liệu thiết kế đây. Cô Hiên sẽ mở nó ra. Và vừa xong là mình ở vào cái mục đó là biểu tượng dấu cộng đúng không ạ? Biểu tượng này cô Hiên là đang để nó Học con thì phải lấy vở ghi ra mình nhìn xong để đấy. vâng, cô Hiên sẽ chèn một cái biểu tượng khác. Có rất là nhiều những cái biểu tượng, ví dụ như là biểu tượng khác cũng được, các thầy cô có thể tạo mất bất kỳ một biểu tượng nào. Đây là cái phần, hoặc là như này, cô Hiên sẽ làm nhanh như này nhé. Cô Hiên sẽ vẽ một cái hình vào cái mục vẽ hình đây các thầy cô, ví dụ một cái hình bất kỳ này đúng không ạ? Và ở phần hình này các thầy cô có thể là muốn là nó ẩn hay là nó không ẩn thì đều được. Ví dụ như muốn cho màu màu nào thì các thầy cô sẽ nhấn vào đây, nhấn vào cái phần hộp màu này, sau cô Hiên sẽ chỉnh lại với cái phần của cô Hiên nó đang biểu tượng. Thì ở đây ví dụ như các thầy cô muốn ghi một cái link nào đó, ví dụ như là ghi một cái link phần trò chơi trên online Stockwatch, thì các thầy cô chỉ cần gõ ở đây là online Stockwatch. Đây là một trong những cái phần mềm khởi động rất là hay ý, và cô Hiên ứng dụng cái này. Và ví dụ như là có thể chia nhóm này, hoặc là có thể gọi học sinh lên này, đấy, thậm chí là gọi tên đúng không ạ? Rất là nhiều những cái nội dung. Trên này thì ví dụ như là gọi tên này. Các cái dạng gọi tên, ví dụ như là có thể là quay này, hoặc là cũng có thể là magic này. Cô Hiên thỉnh thoảng hay dùng cái magic box này các thầy cô ạ. Ví dụ như là khi gọi xong là mình sẽ có một cái danh sách các con ấy, thì mình sẽ nhập cái tên vào trong cái magic box này. Như vậy là gọi tên các con rất là hay. Thì ở cái nội dung này các thầy cô có thể ghim link luôn trực tiếp vào cái cuốn sách của mình. Ở đây cô Hiên sẽ copy cái link này các thầy cô nhé. Sao chép phần link. Đây có rất là nhiều những cái phần này, các thầy cô có thể vào đây để có thể là chọn cho mình.
Ví dụ như ở phần các thầy cô đã ghim link này bao giờ chưa ạ? À, ví dụ như các thầy cô vào cái phần mục name này này, ví dụ như là các con tên là gì thì các thầy cô có danh sách, sau đó là mình dán vào đây, ví dụ như là bạn Anh này, bạn Hà này, bạn Lan này, bạn Nam này, vân vân, đúng không ạ? Bạn Hải. Như vậy là khi mình có tên rồi mình chỉ việc nhấn vào đây, và cái magic này mình nhấn một cái thế là ví dụ như gọi bất kỳ một con nào thì ở cái nội dung này rất là hay, thì các thầy cô chỉ việc là ghim cái link này thôi. Đấy. Các thầy cô copy cái link mà mình đã sao chép này, sao chép sau đó thì ở phần chẳng hạn như ở có nội dung này các thầy cô muốn gọi một, các thầy cô sẽ thứ nhất là có một cái biểu tượng để các thầy cô kích vào. Ví dụ như cô Hiên vẽ một cái hình đây, các thầy cô sẽ nhấn chuột phải, chọn chèn liên kết. Các thầy cô sẽ chọn cho cô Hiên đó là ở phần chèn bên này nhé, chèn liên kết sang bên này. Vì chèn ở đây là chèn trang web thì các thầy cô sẽ vào đấy là phần trang web. Cô Hiên hướng dẫn lại, có thể là các thầy cô thứ nhất là các thầy cô vào mục chèn, thứ hai là các thầy cô sẽ vào chèn liên kết, thứ ba là các thầy cô vào chàng chèn trang web. Các thầy cô có làm được không ạ? Ở đây khi mà nhấn vào chèn trang web như này thì các thầy cô chỉ việc là dán cái link lúc nãy là online stopwatch vào đây chẳng hạn. Thì trong cái nội dung này các thầy cô có thể có các dạng nhé, ví dụ như là nó văn bản thì nó sẽ ra cái dòng chữ là online stopwatch phần văn bản cũng được các thầy cô ạ, bởi vì là nhiều khi nếu mà biểu tượng mà các thầy cô không rõ biểu tượng đó là cái trò chơi gì thì mình để cái phần văn bản này cũng rất là hay. Cái thứ hai là để ở dạng biểu tượng hình ảnh thì nó sẽ có cái hình biểu tượng của cái mạng internet ấy, hình quả cầu ấy. Cái thứ ba là đối tượng thao tác, và thứ tư đó là thoát khỏi đối tượng. Thì cô Hiên khi mà cô Hiên vẽ ở phần cái hình tròn màu cam này thì cô Hiên chọn ở đây là thoát khỏi đối tượng chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ chọn là đối tượng ở đây, đối tượng muốn kích vào chẳng hạn như đây là cái hình tròn màu cam. Đấy. Thì các thầy cô sẽ nhấn đó là ok. Như vậy thì khi các thầy cô đưa con trỏ đến cái hình tròn màu cam này hay là một cái hình nào đó mà các thầy cô muốn kích chuột vào thì lập tức là mình sẽ di chuyển đến ngay cái online stopwatch đấy đúng không ạ? Các thầy cô thấy là nó sẽ kích trực tiếp luôn đến cái trang web đấy mà các thầy cô không phải gõ mà cũng không phải nhớ tên nữa đúng không ạ? Mình có thể là lưu lại. Đây ví dụ như các thầy cô có thể thấy này. Đấy. Ở đây là cái tên mặc định theo cái tiếng Anh người ta đã có sẵn đúng không ạ? Các thầy cô muốn đổi tên thì các thầy cô sẽ vào cái hình cái biểu tượng cài đặt đây ạ. Biểu tượng có hình bánh xe đấy các thầy cô ạ. Đây ạ. Đấy. Như vậy là mình có thể là ghim luôn link rồi thay đổi tên vào đây, mình có danh sách vào đây và nhấn sau đó thì các thầy cô nhấn start name. Đấy, như vậy là mình có thể là thực hiện luôn ạ. Nó rất là thuận tiện trong cái quá trình, và mọi cái thao tác thì đều có thể thực hiện trên này. Đây là cách biểu tượng. Cái thứ hai là ví dụ như các thầy cô cũng vào chèn như này và liên kết vào cái trang web như này và cũng là cái link này, nhưng các thầy cô để dạng văn bản thì các thầy cô sẽ thấy nó như này. Đấy, các thầy cô sẽ nhìn thấy luôn là cái dòng chữ là online stopwatch đây đúng không ạ? Đấy. Thì các thầy cô nhấn vào cái link này là nó cũng sẽ đưa đến cái trang web mà chúng ta muốn thực hiện ạ. Thế còn các thầy cô thấy không ạ? Nhấn cái là nó sẽ đến luôn, mà cô Hiên nhấn hai lần là nó quay hai lần luôn ạ. Vì nhiều khi là các thầy cô thấy có nhanh không ạ?
Cô Sân, cô Hiền thấy có nhanh không ạ? Dạ không ạ. Các thầy cô có nhìn thấy không ạ? Dạ được Có nhìn ạ. rõ không ạ? À. Như vậy thì trên cái phần cuốn sách của mình thì các thầy cô có thể thấy được là mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Và lưu ý ví dụ như cái chữ này nó hơi to và nó chưa hợp lý lắm thì các thầy cô có thể là chỉnh sửa phần chữ này được nhé các thầy cô nhé. Đấy, mình hoàn toàn có thể là chỉnh sửa phần chữ này. Rồi ở đây phần cỡ này. Các thầy cô bôi đen, các thầy cô cho cỡ nó nhỏ đi một chút, đúng không? Rồi cho nó gọn vào cái góc nào đấy. Ví dụ như cũng không ai biết là ở vị trí nào, các thầy cô có thể để nó ở chỗ nào là tùy tùy mình. Đây đây là ở dạng chữ nhé. Nếu còn cái dạng nữa là cũng cái dạng chèn này. Nhưng mà nếu như các thầy cô để ở dạng biểu tượng, đấy, thì nó sẽ có cái dạng hình internet. Đây, đây chính là cái biểu tượng để mình cần kích chuột vào đúng không? Như các thầy cô thấy là lúc nãy khi mà cô Hiên kích vào cái hình ở đây này, kích vào cái hình bình thường là cuốn sách này sẽ không có được cái video đúng không cô Hiền? Cô Hiền đang dạy sách công nghệ lớp 8 cánh diều đúng không ạ? Dạ Thì vâng bình ạ. thường trên cái cuốn sách này thì lấy đâu ra video đúng không? Vậy là khi mà mình liên kết như vậy thì mình đã có thể có những cái video Phương pháp xây dựng mà hình chiếu bột đây góc. là đang ở trên sách đúng không ạ? Đấy là những điều. Và không chỉ như vậy thì cái video này Xây các dựng thầy các cô có hình thể chiếu bột là góc, to vật thể nhỏ được đặt trong không mình có gian thể tùy được chỉnh tạo như các bởi thầy cô ba nhé. mặt phẳng hình Đấy. chiếu bột Ví góc dụ đối như nhau là các đúng thầy với cô một. sẽ kéo Tách mỗi video các mặt to hay phẳng hình nhỏ chiếu như hoặc sau. là các thầy cô Mặt phẳng nằm muốn đứng dịch ở nó chính di chuyển diện ở góc nào gọi cũng là được mặt ạ. phẳng hình chiếu Đấy. đứng. Mặt Kéo phẳng như thế nằm nào, ngang kéo sang gọi ngang là hay mặt kéo phẳng dọc hay hình chiếu kéo như thế bằng. nào đều được. Mặt phẳng cạnh bên Hoặc là phải kéo hai gọi chiều các là thầy mặt cô phẳng nhé. hình Đấy, chiếu cạnh. đây là kéo hai chiều này. Đấy, hoặc là kéo một chiều các thầy cô có thể cho to nhỏ. Lần lượt chiếu vuông góc vật thể. À, như vậy thì đấy là cái nội dung mà những cái lần chia sẻ trước thì cô Hiên đã hướng dẫn các thầy cô tạo những cái cuốn sách cũng giống như là cả một cái kệ sách như này, không chỉ có lớp 6, lớp 7 mà cô Hiên còn làm các cái bộ ví dụ như là lớp 8 đang hoàn thiện bộ lớp 8 này để có thể cho các thầy cô có thể tiện sử dụng và ở các cái khối tiểu học nữa. Thì nếu như các thầy cô nào có muốn thì các thầy cô đến ở phần cuối buổi thì cô Hiên sẽ cho các thầy cô đăng ký ví dụ mình muốn là sử dụng cái bộ nào đấy. À, có những thầy cô sẽ được cô Hiên sẽ tặng những cái bộ sách như thế này, các thầy cô có muốn nhận không ạ? Ở nội dung hôm nay thì ngoài cái phần những cái cuốn sách điện tử như các thầy cô thì đã thấy ở trước ấy, thì trong buổi hôm nay thì cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô đó là cách mình có thể tạo cái bài giảng tương tác. Những thầy cô nào hôm nay đã làm cái bài giảng tương tác thì các thầy cô có thể là nhắn vào ô chat là tôi được không ạ? Những thầy cô mà đã thiết kế bài giảng tương tác rồi ạ. Những thầy cô đã thiết kế bài giảng tương tác rồi, các thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên là tôi không ạ? À, có thầy Thái Anh Sơn đúng không ạ? Cô Cao Thanh là chưa chưa làm đúng không ạ? Các thầy cô còn lại là chưa làm đúng không ạ? À, buổi hôm nay thì cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô thiết kế ra bài giảng tương tác ở những cái chia sẻ trước là các thầy cô đây là đang là tạo cái bộ sách tương tác đúng không? Ví dụ như là các thầy cô nhấn vào cái quyển sách mà mình cần này, thầy cô kích vào đây. Đấy. Thì lập tức là cái bộ sách đấy nó xuất hiện đúng không? Đấy. Hoặc là các thầy cô nhấn vào những cái phần mục lục như thế này. Ví dụ mình nhấn vào bài 9 chẳng hạn là nó hiển thị bài 9 và các thầy cô nhấn vào biểu tượng ngôi nhà như này thì nó quay trở lại. Mình có thể chọn bất cứ cái bài nào. Đấy, và mình có thể là chọn quay lại. Hoặc là trên những cái bộ sách đấy thì không chỉ như vậy mà các thầy cô thấy nó còn có rất là nhiều những video, ví dụ như nó còn có phiếu học tập như này đúng không? Đấy.
bộ sách giáo khoa mà nó còn có thể giúp cho chúng ta là thì có thể có phiếu học tập này, rồi không chỉ như thế thì chúng ta thấy là còn có cả video hình ảnh, có rất là nhiều các cái nội dung đúng không ạ? Thì ở buổi trước cô Hiên cũng đã hướng dẫn các thầy cô, ví dụ như đây đây là ở lớp 7 thì nhấn vào cái có gieo hạt đúng không, nhấn vào bên này trồng cây con là có hình ảnh về trồng cây con này, nhấn vào cái video là chúng ta sẽ có vào biểu tượng video đúng không ạ? Muốn đây ví dụ như các thầy cô nhìn thấy là cô Hiên đã tạo một cái biểu tượng, đây là cái hình cây con đây, nhấn vào cây con nó ra hình cây con đúng không ạ, nhấn vào chỗ gieo hạt là nó sẽ có gieo hạt đúng không ạ. Như vậy thì đấy là các ý tưởng mà các thầy cô có thể tạo cho cái cuốn sách của mình, và nó khiến cho cái cuốn sách của các thầy cô nó sẽ vô cùng là vi diệu. Và những cái này các thầy cô còn có thể tham gia cái dự thi thiết bị dạy học số nhé. Cái sản phẩm của cô Hiên ứng dụng đây đã được tham gia cái cuộc thi thiết bị dạy học số và cũng được ở trên trang cái thiết bị dạy học số của bộ rồi đấy. Thì trong cái nội dung hôm nay cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô một nội dung vô cùng quan trọng để ứng dụng cho cái việc là thi giáo viên giỏi hay là hội giảng hoặc là các cái cuộc thi giáo viên giỏi các cấp, thì các thầy cô có thể là ứng dụng đó chính là thiết kế bài giảng tương tác. Thì trong cái nội dung này để thiết kế bài giảng tương tác thì các thầy cô đã cài phần mềm, các thầy cô đã cài hết cái phần mềm Active Inspire này chưa ạ? Những thầy cô đã cài rồi thì các thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên đó là số 10 được không ạ? Các thầy cô đã cài rồi, các thầy cô sẽ nhấn vào ô chat giúp cô Hiên số 10 ạ. Thầy cô nào mà còn chưa cài thì các thầy cô sẽ xem lại video để cài nhé. Vì ở nội dung buổi hôm nay cô Hiên chia sẻ thì sẽ chia sẻ cho những thầy cô mà đã cài rồi. Hôm nay cô Hiên sẽ không hướng dẫn các thầy cô phần cài. Vâng, về cơ bản thì các thầy cô đã cài được rồi đúng không ạ? Còn thầy cô nào mà chưa cài thì các thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên là số 0 không ạ? Thầy cô nào mà chưa cài cái phần mềm Active Inspire. Và như vậy thì cũng có rất là nhiều các thầy cô đã cài cái phần mềm này rồi. À, thầy Hưng đã cài rồi nhưng mà chưa biết sử dụng đúng không ạ? Vâng, không sao đâu thầy Hưng ạ, bởi vì là chưa biết sử dụng thì cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô đúng không ạ? Bây giờ các thầy cô sẽ trước hết là các thầy cô sẽ vào, các thầy cô đã rõ cái phần mở cái bảng tương tác thông minh của mình lên chưa ạ? Ở đây cô Hiên lưu ý là các thầy cô có thể là vào cái phần như sau ạ. Cái biểu tượng trên màn hình nền này, biểu tượng của bảng tương tác thông minh, cái phần mềm Active Inspire nhé. Các thầy cô lưu ý đây chính là cái biểu tượng của Active Inspire, thì các thầy cô chỉ cần việc kích đúp chuột vào cái phần biểu tượng này. Còn nếu những thầy cô nào mà còn chưa rõ phần này thì các thầy cô sẽ xem lại cái phần video hướng dẫn ở những phần buổi trước. Và để đổi cái phần chữ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng như vậy, các thầy cô có thể xem lại video nhé. Thì đầu tiên để tạo một cái bài giảng từ ban đầu thì các thầy cô sẽ vào phần tệp tin giúp cô Hiên. Các thầy cô sẽ nhấn vào tệp tin ạ. Đây cô Hiên sẽ vào một cái bảng gọi là bảng lật mới ạ. Các thầy cô vào tệp tin, vào bảng lật mới. À, như vậy ở đây là các thầy cô đang có một cái bảng lật mới đúng không ạ? Như vậy để tạo một cái bài giảng tương tác thông minh thì cũng có rất là nhiều cách. Tuy nhiên đầu tiên cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô cách, đó là chúng ta sẽ ứng dụng ngay cái bài giảng PowerPoint của mình và nó trở thành bài giảng tương tác một cách nhanh chóng. Đó là các thầy cô ví dụ như ở cái bài giảng của mình đây, ví dụ như là cô Hiên có những cái bài giảng về
năm vừa rồi cô Hiên lại được ứng dụng một cái nội dung nữa là dạy cái phần hoạt động trải nghiệm đúng không ạ? Vậy thì ở trong cái nội dung bài giảng, đây là bài giảng PowerPoint rồi, nếu như các thầy cô mà muốn là sử dụng cái PowerPoint này mà ngay lập tức nó trở thành tương tác thì các thầy cô sẽ thực hiện cho cô Hiên như sau ạ. Các thầy cô đã sẵn sàng nội dung này chưa ạ? Thầy Hưng ơi, thầy mở giúp cô Hiên cái phần một cái file PowerPoint nào đấy nhé, và mở cả phần bảng tương tác thầy Hưng nhé. Cô em hỏi một chút là cô giảng cái giảng có thể tí em hỏi lại cũng được, tại vì của em là mở ra nó không thành, nó không có cái dãy ở bên trái cả từ trang 1 đến trang cuối cùng đấy, nó chỉ hiện mỗi một trang ấy thôi. À không sao đâu thầy Hưng ạ, thế thì thầy Hưng vào đây giúp cô Hiên nhé, thầy Hưng làm luôn ạ. Nếu như ở đây ví dụ như thế này, thầy Hưng sẽ thấy là giống của thầy Hưng ngay lập tức này. Thầy Hưng, cô Hiên sẽ hướng dẫn này. Ở phần mục này thầy Hưng vào với phần mục xem giúp cô Hiên nhé. Đây thầy sẽ vào mục xem ạ. Khi thầy vào mục xem thì nó Vào sẽ trực có. tuyến Đây kiểu thầy đấy vào thầy mục Hưng, xem này. cô Hiên ơi, cái kiểu đấy thầy Dạ. Hưng và thầy Sơn làm không được đấy, còn cô Hiên ạ. Không được à? Thầy Hưng và thầy Sơn vào mục xem, vào mục đấy mà không được. Sao lại chưa được cái phần này á? Đây À, thầy không rõ lý do. Thầy Sơn hỗ trợ nhưng cũng không 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 được, nó bị làm sao không biết, hai máy của. Thế thì cô cứ giải đi, còn thầy các em hỏi sau cũng được cô. thầy Hưng ơi, thầy đã có cái phần nhập cái mã key bản quyền chưa? Đấy, thầy Sơn nhập y nguyên là trên cái phần tải đấy, là như thế đấy. Cái phần Chưa key được đúng không ạ? vâng. Đây ví dụ như nhấn vào căn, thầy Hưng thử nhấn căn Ctrl B xem nào. Vâng, để em. Thầy Hưng nhấn căn Ctrl B giúp em xem nào. Vâng. Chắc chắn là được chứ sao lại không được. Không Nó không chỉ không có được, không như có hiệu gì, không có ra cái gì cả. Nếu mà cần chia sẻ tất em chia cả sẻ. mọi cái À nó bình thường cô Hiên ạ, tất cả mọi cái nó bình thường, nhưng mà chỉ có là không có cái thanh cái nhập giống đấy như không, bao quay đấy, cái không có xem đấy thanh không được không thôi, phải không có cái thanh này đúng không ạ, vâng đấy kiểu thế đấy. có duy nhất là không có thanh này, và mặc dù vào xem rồi nhấn Vâng, cái trình xem duyệt rồi Ctrl B rồi đúng không ạ. vâng. Vâng, thế thì sau cái buổi hôm nay thì cô Hiên sẽ hỗ trợ riêng cho thầy Dạ. Hưng nhé. À vâng, em cảm ơn Vâng, cô giải tiếp sẽ ạ. hỗ trợ riêng thầy và sẽ view để, bởi vì là có thể là thầy cái quá trình thầy cài có thể chỗ nào đấy nó chưa 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 đúng chẳng hạn, hoặc là cái key bản quyền ấy nó có thể là cô Hiên sẽ cung cấp cho thầy một cái key khác nhé. Đấy, có thể là cái key đấy hoặc là nó cũng có thể là nhiều thầy cô sử dụng xong là Có thể vâng, cũng có thể đấy, vâng em thì cô làm Hiên xong. sẽ cấp cho thầy một cái key bản quyền Dạ khác. vâng, cô cứ làm tiếp đi ạ. Và ở phần nội dung này các thầy cô có thể thấy này, bây giờ thầy cứ mở một cái file PowerPoint lên, không có cái kia thầy vẫn thành bài giảng tương tác luôn được đây ạ. Các thầy cô sẽ mở cái file PowerPoint bất kỳ của mình nhé. Đấy, ví dụ như là cô Hiên mở một cái, đây một cái file, đây là file PowerPoint của cô Hiên. Bây giờ các thầy cô thấy là có hai cái dạng trình chiếu, các thầy cô lưu ý giúp ạ. Ở đây các thầy cô sẽ nhìn thấy trình chiếu nhé, cho nên đây là một cái kiến thức có thể là nhìn thì có thể đơn giản nhưng nhiều khi các thầy cô cũng không để ý rõ này. Các thầy cô sẽ nhìn thấy là đây có hai cái lệnh, thứ nhất là cái biểu tượng ở phía bên này này, giống như là cái quyển sách ấy, còn phía bên này giống như là cái ly, đều là cái dạng trình chiếu. Các thầy cô có nhìn rõ không ạ? Thì khi thầy cô thực hiện hai cái lệnh này thì nó đều giúp trình chiếu nhưng nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là ở cái lệnh là slide show, cái lệnh đây là cái lệnh slide show, thì khi các thầy cô nhấn vào lệnh này thì các thầy cô sẽ thấy là mình chỉ có sử dụng PowerPoint được thôi, và muốn sử dụng cái khác ấy thì các thầy cô lại phải ẩn nó xuống đúng không ạ? Đấy. Vậy thì trong cái quá trình mình dạy mà chẳng may có những nội dung gì hoặc là muốn nhấn vào các cái phần nội dung khác ấy, thì là thầy cô lại phải dừng trình chiếu xuống như thế này. Đấy, vậy quá trình dừng trình chiếu chẳng hạn như là đối với những cái bài tập ấy, hay là những cái câu hỏi trắc nghiệm mà mình dừng xuống này cái là lộ đáp án luôn đúng không ạ? Thì các thầy cô sẽ
thực hiện cho cô Hiên cái trình chiếu ở phía bên cạnh. Đây, các thầy cô có thể thấy là bên này nó có một cái nút lệnh nữa, đó là Reading View ạ. Các thầy cô sẽ thấy là có sự khác biệt khi nhấn vào cái lệnh Reading View thì là mình cũng trình chiếu, nhưng các thầy cô có nhìn thấy là toàn bộ phía dưới này nó vẫn nhìn thấy được các cái thanh công cụ ở dưới cùng không ạ? Thầy Hưng có nhìn thấy không ạ? À, vậy thì các thầy cô vừa trình chiếu cái PowerPoint vừa có thể nhấn sang bên cái này, đúng không? Thực hiện đúng không? Thực hiện xong thì các thầy cô lại chuyển sang PowerPoint như này là mình vẫn trình chiếu bình thường được, đúng không? Đấy thì đấy là sự khác biệt giữa hai cái dạng trình chiếu, đó là slideshow và reading view ạ. Thì trong cái nội dung này khi cô Hiên đang trình chiếu này, các thầy cô có thể thấy là mình có thể nhấn sang bảng tương tác và để có thể biến cái bài giảng PowerPoint đang sẵn có trở thành cái bài giảng trình chiếu tương tác thì các thầy cô chỉ việc đó là kích vào cái biểu tượng giúp cô Hiên, đó là hình cái nút cái con run đấy ạ. Có nghĩa là nó giống như là run nhưng mà nó chính là nút chú giải trên màn hình ạ. Các thầy cô nhìn rõ không ạ? Những thầy cô nào đã nhìn rõ rồi thì các thầy cô sẽ nhấn giúp cô Hiên là chữ R. Khi các thầy cô nhấn vào cái nút đó là chú giải trên màn hình thì các thầy cô sẽ thấy một điều rất là tuyệt vời, đó là toàn bộ cái bảng tương tác này, cái bài giảng PowerPoint này nó nằm gọn trong cái bảng tương tác. Các thầy cô có thể trình chiếu bài giảng tương tác bình thường. Đấy. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn, đấy là trên cái bài giảng tương tác này của các thầy cô có thể là viết vẽ đây ạ. Ví dụ như bên này các thầy cô sẽ nhìn thấy cái thanh công cụ đây, viết vẽ đây, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như với những cái dạng bài tập thì các thầy cô có thể viết vẽ hoặc là những cái nội dung, hoặc là khi mà dạy các thầy cô muốn ghi chú những cái gì đấy cho các con thì các thầy cô có thể lấy bút này và sau ghi ghi xong thì các thầy cô hoàn toàn có thể nhấn vào cái biểu tượng ở đây. Để cô Hiên sẽ thấy ạ. Các thầy cô sẽ nhấn vào cái biểu tượng nút đó là xóa để xóa chú giải thì toàn bộ nội dung viết vẽ là sạch đúng không ạ? Nhưng khi viết vẽ thì có rất nhiều thầy cô viết vẽ xong và muốn trình chiếu thì nó không trình chiếu mà nó cứ viết vẽ. Như vậy thì các thầy cô lưu ý là sau khi viết vẽ xong các thầy cô muốn trình chiếu thì các thầy cô sẽ nhấn trở về cái nút lệnh đó là cái con trỏ chuột giúp cô Hiên ở đây. Khi mà mình muốn dừng trình chiếu và muốn dừng cái việc vẽ lại và trình chiếu thì các thầy cô sẽ nhấn vào nút con trỏ chuột. Đấy. Và các thầy cô lại tiếp tục trình chiếu bình thường. Vậy thì hoàn toàn các thầy cô đã sử dụng cái bài giảng PowerPoint trên nền cái bảng tương tác như này. Thậm chí là mình có thể viết vẽ này. Đấy. Và có thể là các cái thao tác khác, ví dụ như các thầy cô muốn sử dụng các cái lệnh như nào ở đây, gõ chữ các thầy cô cũng có thể đang PowerPoint đây nhưng vẫn có thể gõ chữ được đây, đúng không ạ? Các thầy cô làm được chưa ạ? Thầy Hưng ơi, thầy có làm được không ạ? Em của ấy, quên không bỏ cái quay vào đâm lần cái lúc cái đang phải tập trung kia không không hình dung cái đoạn đấy. Thầy Hương ơi, thầy mở một cái PowerPoint lên xong thì thầy nhấn vào cái nút mà có biểu tượng là chú giải trên màn hình đây nhé. Thầy nhìn thấy là khi cô Hiên đưa con trỏ vào cái nút ở phía trên ấy, nó có chữ chú giải trên màn hình ấy. Đây cô Hiên trở lại này. Đấy, đây là sẽ là bảng tương tác đúng không ạ? Mình sẽ chiếu cái PowerPoint lên và chỉ cần nhấn chú giải trên màn hình. Đấy, lập tức là toàn bộ cái file PowerPoint này nó nằm ở trong bảng tương tác và có cái bộ công cụ viết vẽ, và viết ở đây thì các thầy cô có thể dùng tất cả các loại màu nhé. Màu đỏ này, màu xanh này, các thầy cô nhấn vào màu xanh này. Đấy, bút màu gì cũng có. Màu tím này. Đây, màu tím đấy. Đấy. Như vậy
Thế thầy cô có thấy là màu vẽ, màu sắc rất là tiện không ạ? Rồi viết chữ kể cả là có cả phần bút nhớ các thầy cô nhé. Ví dụ như mình muốn chú ý với học sinh nội dung này. Đấy, các bạn lưu ý là ở nội dung như này thì các thầy cô có thể dùng cái bút nhớ đây này. Đấy, mình có thể là đánh dấu vào. Hoặc là thậm chí là trong cái quá trình đang dạy này, các thầy cô lại vẽ hình lên đây. Đấy, đây là hình này, hình tròn này, hình chữ nhật này, hình tròn này, hình tam giác này. Đấy. Như vậy là vừa vừa hướng dẫn và vừa có thể là vừa dạy Boboy nhưng vừa có thể vẽ hình tất cả những cái thao tác trên này được. Và những cái này sau khi muốn bỏ nó đi thì các thầy cô có thể nhấn vào đây là xóa đối tượng, hoặc các thầy cô nhấn delete ở trên bàn phím đều được ạ. Với các hình thì các thầy cô không sử dụng đó là lệnh xóa chú giải. Xóa chú giải thì chỉ sử dụng với lại cái bút viết thôi ạ. Ở nội dung này những thầy cô nào đã làm được cái thao tác Cô hiện nay sẽ cô em hỏi lại một chút ạ. Cô dạ vâng mở ạ. em cái bảng trắng, cái mã Akati file lên trước xong mở bao quay hay mau quay trước ạ? Mở cái cả hai cái nào trước cũng được, nhưng mà nếu mà Powerpoint trước thì thầy nên ở cái chế độ là Reading View thầy Hưng nhé. Thầy Hưng có nhìn rõ không ạ? Ở đây cô Hiên sẽ lưu ý các thầy cô đó là khi mà đây thầy Hưng thấy là cô Hiên đang hai cái này là đang mở đây đúng không ạ? Nếu như như thầy mở cái bảng tương tác này luôn cũng được như này đấy. Đây là bảng tương tác, thầy nhấn luôn vào đây trước này. Nhấn luôn vào cái nút chú giải trên màn hình trước thầy Hưng ạ, thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, sau đó thì thầy sang cái phần PowerPoint như này đúng không ạ? Bây giờ cô Hiên sẽ dừng cái phần trình chiếu cho thầy Hưng quan sát nhé. Thầy Hưng nhìn thấy đây là phần file PowerPoint chưa ạ? Dạ Và vâng ở ạ. phía bên này cũng đang đang có cái bút viết rồi đấy ạ. Nhưng mà đây là file PowerPoint chưa trình chiếu ạ. Thế Hưng có nhìn rõ không ạ? Em nhìn được nhưng của em nó không như thế. Vâng, ở phần nút này thì ở đây thì các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ có hai cái lệnh, đó là slide show này, đây là lệnh slide show, còn đây là reading view, đều là trình chiếu. Nhưng mà nếu như trình chiếu bằng cái slide show ấy thì các thầy cô sẽ thấy là mình sẽ không mở được các cái tab khác, có nghĩa là muốn mở thì lại phải dừng lại đúng không ạ, phải escape. Thế còn nếu mà mình mở bằng cái reading view thì các thầy cô sẽ thấy là ở dưới này hoàn toàn có tất cả các cái cửa sổ ở phía dưới này. Các thầy cô có thể là vừa mở file PowerPoint, vừa có thể mở bảng tương tác và vừa có thể là mở mạng internet vân vân, rất là tiện nếu như các thầy cô chọn cái chế độ trình chiếu đó. Đó là reading view thì các thầy cô có thể làm được cái việc khác nữa. Thì ở nội dung này thầy Hưng chỉ cần nhấn vào cái nút chú giải trên màn hình này nhé. Đây là ở chế độ ví dụ thầy đang bật cái PowerPoint lên rồi. Bây giờ thầy ở bảng tương tác thì thầy chỉ cần nhấn như thế này là nó sẽ chuyển sang. Và công việc là bây giờ thầy chỉ cần kích chuột thôi là để trình chiếu bình thường ạ. Đúng ạ. Đấy. Như vậy là các thầy cô thấy là mình vẫn trình chiếu PowerPoint mà vẫn có cả bảng tương tác, vẫn có thể là viết vẽ, gõ chữ thêm bất cứ nội dung khác. Vậy thì ở cái thao tác này nó vô cùng nhanh và vô cùng đơn giản, và có thể là tiết kiệm cho các thầy cô là đã có file PowerPoint rồi thì mình có thể là sử dụng PowerPoint trên nền tương tác, và nó hay hơn các thầy cô khác khi chưa biết đến cái điều này, thì đó chính là sử dụng cái nền như này đúng không ạ? Chỉ cần một lệnh đúng không thầy Hưng? Chỉ cần viết một lệnh thì thầy có thể là biến nó bài giảng PowerPoint trở thành tương tác có thể viết vẽ. Đặc biệt cái này rất là hay khi mà sử dụng đối với bài tập các thầy cô nhé. Hoặc là trong quá trình dạy ấy, thì ví dụ như này. Các thầy cô có thể thấy là trong quá trình dạy nếu như chỉ trình chiếu PowerPoint đơn thuần thì các thầy cô không thể gạch chân là
ví dụ những việc các thầy cô này, học sinh đã làm để xây dựng truyền thống nhà trường chẳng hạn đấy, các thầy cô gạch chân này, ví dụ như là tri ân thầy cô, các thầy cô gạch chân như thế này, thì cái nội dung này khi mà dạy sẽ giúp cho các em để ý nó sẽ rất là rõ, hoặc là chung tay là ủng hộ các em học sinh nghèo như này chẳng hạn, rồi phát động trồng cây xanh. Ví dụ những cái nội dung mà mình gạch chân ý, thì các con sẽ để ý hơn, và cái điều này chỉ có thể làm được khi mình ứng dụng cái bảng tương tác vào. Thế còn PowerPoint bình thường thì nó cũng sẽ khó làm những cái điều này, và nó cũng không được thuận tiện, kể cả viết vẽ đúng không ạ? Thì đấy là cái cách thứ nhất mà cô Hiên hướng dẫn các thầy cô, đó là sử dụng luôn cái bảng, sử dụng luôn cái file PowerPoint của mình kết hợp với bảng tương tác thông minh, tạo thành cái bài giảng tương tác, đó là sử dụng PowerPoint trên nền tương tác đúng không ạ? Những thầy cô nào vừa mới làm được cái phần nội dung cô Hiên hướng dẫn vừa rồi, các thầy cô sẽ nhập vào ô chat giúp cô Hiên, đó là chữ OK được không ạ? Có nghĩa là các thầy cô đã làm được ạ. Tao sẽ vào lấy xăng luôn mặt đi. Tao đánh phấn nữa ta. Ai hôn Rửa mù. Người to. À, của cô Anh Thư là đang chưa có cái file của mình đúng không? Chưa nhìn thấy cái file là nút chú giải trên màn hình đâu đúng không ạ? Cả Thì hai đi ở mặt nội dung này hôm nay không thấy cô giáo cho bài tập. ở nội dung này cô Thư sẽ phải vào cái phần công cụ để thêm cái phần cái nút đấy ra nhé. Ví dụ như cái phần công cụ như này đúng không? Các thầy cô có thể là vào bổ sung một số những cái công cụ này, hiệu chỉnh người dùng vân vân. Tất cả toàn bộ cái công cụ nó ở cái khu công cụ này các thầy cô nhé, đều có cả thôi. Đấy, thì các thầy cô Anh Thư có phải là cô thấy là không thấy có ở bên kia đúng không ạ? Cô Thư có nhìn thấy là khi vào công cụ mình cũng có cái chú giải trên màn hình đây không ạ? Hoặc là mình còn nhấn, có thể là nhấn Ctrl Shift U đây ạ. À, cô Hiên thấy là cô Thư có nhắn trên ô chat là không không có cái nút chú giải trên màn hình ở phía bên đúng không ạ? Cô Thư làm được chưa ạ? Nếu như trên cái thanh công cụ ở phía bên mà các thầy cô không có thì các thầy cô sẽ vào cái nút công cụ ở phía trên đỉnh đây nhé. Thì toàn bộ công cụ nó cũng nằm ở phía trên này này. Vào công cụ đây thì các thầy cô cũng sẽ thấy cái nút đây, chú giải trên màn hình đây đúng không ạ? Đấy. Hoặc ngoài ra các thầy cô cũng có thể là vào cái phần Ctrl Shift U này. Ở nội dung thứ hai, cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô có thể tạo nhanh cái bài giảng tương tác chỉ trong một cái thời gian ngắn, thì có thể là biến từ cái file PowerPoint trở thành cái bài giảng tương tác như sau ạ. Thầy Hải ơi, thầy vào rồi đúng không? Vừa về xong cô ạ. Dạ vâng. Thầy Trưởng. thầy Hải có bảo là hôm nay là thầy Hải ở trường làm việc gì mà mãi đến bây giờ vẫn chưa À, về hôm nay là hội nghị đấy. đầu năm cô ạ, hội nghị công nhân Dạ viên chức dạ đầu vâng năm. ạ. Có thể là thầy Hải dùng hai thiết bị thì nó sẽ bị vang đấy ạ, đúng ạ. Thầy Hải vừa xong có nhìn được ở cái phần nội dung mà mình có thể biến bài giảng PowerPoint mới kết hợp với tương tác không ạ? Quan sát được cô ạ. Vâng, như vậy thì chỉ cần là thầy thêm một lệnh nữa là trở thành bài giảng tương tác đúng không ạ? Rồi, ngay sau đây thì cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô nó chuyển ngay thành bài giảng tương tác chứ không cần phải trên nền nữa đúng không ạ? Với một cái file PowerPoint, có nghĩa là nếu như cái file PowerPoint mình có rồi thì mình có thể là chuyển nó sang tương tác. Còn nếu thầy cô không có thì các thầy cô có thể là thiết kế từ đầu, có thể là kết hợp với những cái nội dung khác. Thì ở những cái nội dung sau cô Hiên sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ cô Hiên sẽ hướng dẫn cách nhanh nhất để các thầy cô sẽ biến từ cái file PowerPoint có sẵn trở thành bài giảng tương tác ạ.
Đầu tiên thì các thầy cô có thể thấy là ở đây cô Hiên sẽ có những cái file PowerPoint, hay là ở đây cô Hiên có một cái file này là file tập huấn. Hôm nọ thì cô Hiên có tập huấn cái STEM cho các thầy cô quản lý cũng như là các thầy cô giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Quế Võ ở Bắc Ninh của cô Hiên. Thì ví dụ như là đây là cái file PowerPoint, các thầy cô có thể là biến nó trở thành là cái đang cái bài giảng PowerPoint này có thể trở ngay thành bài giảng tương tác như này, đúng không? Công việc đầu tiên thì ở trên cái bài giảng tương tác như này, ở trên cái file tương tác như này, để có thể là chuyển cái file PowerPoint vào, thì công việc đầu tiên là các thầy cô sẽ vào cái phần mục đó là tệp tin giúp cô Hiên nhé. Cô Hiên ơi, của em bị mất cái dòng mà có chữ tiệp tin với hiệu chỉnh, xem lại lấy lại thế nào Hiên. Mất toàn bộ phần phía trên đấy ạ. Vâng ạ. Cô có thể chụp cái phần đấy cho cô Hiên xem được không ạ? Em lại đang dùng máy tính Zoom thì lại vào bằng điện Thế thoại. thì cô sẽ làm giúp cô Hiên đó là ở cái phần phía bên nhé. Cái thanh công cụ có không ạ? Có thanh công cụ ạ. À vậy thì có thanh công cụ thì như này. Cô sẽ đây ở phần phía bên cô sẽ nhìn giúp cô Hiên như này nhé. Đây các thầy cô, nếu như các thầy cô nào không có thì cũng như đây ạ. Các thầy cô có thấy là cái có cái lệnh như này không ạ? Đây chính là cái nút để có thể là hiển thị tệp tin hiệu chỉnh, và tất cả nó chính là tất cả các mục ở phía bên ấy. Nếu như không có tệp tin thì ở trên cái thanh bên phải này này. Cô nhìn rõ chưa ạ? Các thầy cô nhìn rõ không ạ? Đấy, như vậy thì ở đây nhá, mình đều có tệp tin này, mình đều có hiệu chỉnh này, xem này, chèn này, công cụ này, trợ giúp này. Trong trường hợp ở phía trên mình không có, mình có thể sang đây cũng có luôn đấy. Còn để có thể chỉnh cái đấy thì nó sẽ còn mất một chút thời gian nữa, thì cô Hiên sẽ hướng dẫn xong thì thầy cô sẽ nhấn ngay luôn đây, thì là mình sẽ có luôn. Chỗ nào của cô Hiên? Em chưa nhìn thấy. À Đúng ở chưa đâu nhìn để thấy đúng có? không ạ? Dạ vâng ạ. Cô đã nhìn thấy cái công cụ của Hiên lôi nó ra giữa đây chưa ạ? Chưa. Các thầy cô có nhìn thấy màn hình của cô Hiên đây không ạ? Sao mà Đây ạ. rồi, bây giờ mới nhìn thấy ạ. Cô nhìn thấy cái nút này chưa ạ? Có. Rồi ạ. Đấy, như vậy thì đây là cô Hiên ở bên À. phải như này, cô Hiên lôi nó ra giữa để các thầy cô nhìn này. Thì các thầy cô sẽ nhấn vào đấy chính là cái trình đơn chính này. Nhấn vào trình đơn chính này, có phải là các thầy cô sẽ nhìn thấy chữ tệp tin này, hiệu chỉnh này, xem này, chèn này, công cụ này, trợ giúp, thì các thầy cô vào đây tệp tin đây ạ, rồi nhập đây ạ, đúng không ạ? Đấy, bây giờ cô Hiên sẽ sang bên này nhá, vào tệp tin này, nhập. Thì ở đây các thầy cô sẽ thấy nó có các dạng nhập. Đấy, có các dạng nhập thì thứ nhất là các thầy cô lưu ý giúp là đầu tiên là mình sẽ vào cái tệp tin, sau đó các thầy cô vào nhập. Thì ở đây là có ba dạng nhập: nhập PowerPoint này, nhập PowerPoint dưới dạng hình ảnh và đối tượng. Tuy nhiên là hiện tại thì thông thường là các cái PowerPoint này thì thường là không nhập được, bởi vì là đều đa số các thầy cô đều cài những cái Office nó ở mức cao ấy, là 365 hoặc là 219, thì thường là nó sẽ khó nhập bởi vì nó tương thích với lại 210 trở xuống nữa nhỉ. Thì các thầy cô sẽ vào, ví dụ như cô Hiên sẽ vào nhập này PowerPoint dưới dạng đối tượng, thì ở đây các thầy cô sẽ chọn một cái file PowerPoint, ví dụ như là ở đây cô Hiên chọn cái bài số 4 chẳng hạn. Như vậy là các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ vui lòng, nó yêu cầu là đóng cái tệp tin này trước khi là mình nhập, đúng không? Tuy nhiên thì về cơ bản dù mình có đóng thì nó cũng sẽ chưa nhập được, vì đây là cái file mà cái PowerPoint cái cô Hiên đang cài đó là 365 rồi.
Cô Yên sẽ đóng vào nhé. Các thầy cô sẽ thấy là trước khi nhập là nó yêu cầu mình sẽ phải đóng hết PowerPoint lại. Tuy nhiên nhấn lần nữa thì các thầy cô cũng sẽ thấy là nó sẽ chưa được, bởi vì là do nếu mà máy cài 210 nhé, thì tại sao cô Hiên vẫn hướng dẫn? Vì là có những thầy cô có thể là có những máy mà cái mình cài Win 10, Win 11 nhưng mà Office mà 210 ấy, hay là những cái bản dưới thì nó vẫn vẫn nhập được. Thế còn cái bản này của cô Hiên 365 là không nhập được. Vậy thì nếu như không nhập được như này thì các thầy cô sẽ nhập đó là ở dạng PDF giúp cô Hiên ạ. Vậy muốn nhập PDF thì ở đây giả sử như là cô Hiên sẽ mở cái file của mình ở đây là bài số 4 về cái gieo trồng và chăm sóc môn công nghệ lớp 7 nhé. Ví dụ như ở đây là cái file PowerPoint đấy. Thì để nhập nó vào bảng tương tác thì nhập như cái cách vừa nãy là các thầy cô thấy là không nhập được đúng không ạ? Thì các thầy cô có thể là chuyển cái file PowerPoint này nó trở thành file PDF như sau ạ. Đầu tiên các thầy cô sẽ vào bảng chọn file. Các thầy cô vào bảng chọn file. Sau đó các thầy cô sẽ nhấn cho cô Hiên đó là save vào. Tiếp theo các thầy cô vào browse. Ở trong cái nội dung này thì nếu như các thầy cô nhấn save vào luôn thì nó sẽ là ở sang dạng PowerPoint. Đây là ở dạng đây là PowerPoint presentation đúng không ạ? Nhưng các thầy cô sẽ không chọn cái đấy mà các thầy cô sẽ chọn giúp cô Hiên đó là chữ PDF ạ. Các thầy cô sẽ nhìn rút đây chính là PDF. Cô Hiên hướng dẫn lại đây là PDF. Như vậy mình sẽ thấy là có cái phần PDF đây. Đúng không ạ? Đấy, nhấn vào PDF. Sau khi cô Hiên sẽ chuyển cái bài số 4 này sang file PDF thì cô Hiên sẽ chọn đấy là save vào và lưu ở đây là ví dụ lưu ở download chẳng hạn. Đấy, thì cô sẽ chọn nhấn save vào. Các thầy cô sẽ chờ nó sẽ chuyển sang cái file PDF. Thì cái này chuyển nhanh hay là không nó cũng phụ thuộc vào cái file của các thầy cô là nó nhiều hay là ít. Đấy. Như vậy là sau khi thực hiện xong thì các thầy cô sẽ kiểm tra lại xem là cái file của mình đã tạo được chưa. Các thầy cô có thể thấy luôn đây. Đấy. Như vậy là cái file mà PowerPoint của cô Yên vừa mới thực hiện đấy là chuyển nó thành file PDF. Đấy. Đúng ạ? Ở đây đây trở thành file PDF rồi. Đúng không ạ? Cô Hiên có thể đóng cái này lại. Ví dụ như cô Hiên sẽ kiểm tra nó ở cái download nhé. Mục download thì các thầy cô sẽ thấy ở đây. Đây chính là cái tiết này. Và các thầy cô có thể thấy đó chính là typer đó là ở Foxit Reader đúng không? Đó chính là file PDF. Còn cái file đây là cái file PowerPoint. Như vậy, các thầy cô có thể nhập trở lại cái phần mục nhập của mình. Các thầy cô sẽ chọn tệp tin vào mục nhập và ở đây các thầy cô sẽ chọn đó là PDF. Tiếp theo thì ở trong cái mục này các thầy cô sẽ chọn đường dẫn đến file PDF. Đây các thầy cô có thể nhìn thấy. Đây. Ví dụ như là cô Hiên vừa lúc nãy là lưu cái bài số 3 đó là tiết số 4 gieo trồng và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh đối với môn công nghệ lớp 7 đúng không ạ? Chọn và nhấn vào Open. Đấy. Như vậy ở trong cái mục này thì kích thước trang muốn cho to nhỏ hay là điều chỉnh thì các thầy cô sẽ tùy chọn ở những cái chỗ này để điều chỉnh.
phần đầu bảng là hiện tại hay là phần cuối thì các thầy cô tùy chỉnh đây. Tuy nhiên thì để nó nhanh và nó đã mặc định như thế, các thầy cô chỉ cần nhấn đơn giản nhanh nhất, đó là mục nhập, như vậy là xong. Vẫn các thầy cô vẫn có thể điều chỉnh nhé. Thầy cô có thể muốn cho nó điều chỉnh nào thì các thầy cô vào điều chỉnh. Còn không, các thầy cô nhấn nhập cái là như vậy. Toàn bộ cái bài giảng ở bên PowerPoint nó chuyển thành bài giảng tương tác. Đấy, thời gian nhập nó cũng rất là nhanh. À, như vậy thì bây giờ các thầy cô có thể trình chiếu thành bài giảng tương tác rồi đúng không ạ? Cô Hiên sẽ lưu ý lại là ở trong cái mục này thì đây là cô Hiên đã tạo cái hiệu ứng rồi. Ở mục này thì các thầy cô có thể thấy là cô Hiên đã tạo hiệu ứng sẵn, thì cái khi nhập nó sang cái là nó cũng tạo hiệu ứng luôn. Nếu trong trường hợp máy các thầy cô không có hiệu ứng thì các thầy cô vào đây chỉ cần một lệnh như này là các thầy cô đã tạo hiệu ứng cho cả bài luôn. Đó là các thầy cô vào mục xem, vào mục hiệu ứng sang trang, vào mục xem hiệu ứng sang trang. Ở đây các thầy cô chọn giúp cô Hiên chỉ một lệnh, đó là ngẫu nhiên ạ. Đấy, ở cái lệnh này các thầy cô chọn ngẫu nhiên và sau đó nhấn hoàn tất. Như vậy thì tất cả toàn bộ bài này đã có hiệu ứng như này. Đấy. Tuy nhiên là các thầy cô sẽ thấy là cái file video ấy thì chuyển sang đây là nó không thể chuyển được, mà nó trở thành cái hình ảnh đúng không? Bởi vì đấy nó là file sang PDF thì nó trở thành hình ảnh rồi đúng không ạ? Thì lát nữa cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô sẽ chuyển cái file video chuyển sang. Như vậy từ cái bài giảng PowerPoint mà trở thành tương tác các thầy cô đã làm được chưa ạ? À, và cái hiệu ứng nó cũng rất là đẹp các thầy cô ạ. Mà không chỉ như vậy thì cái hiệu ứng này ngoài cái việc những cái nội dung này ra thì các thầy cô có thể thấy là trong cái quá trình mình dạy ấy, thì khi mà ở trên bảng tương tác này các thầy cô có thể là viết vẽ rồi tích tất cả những nội dung thì nó rất là tiện và cũng không phải lo là kích vào cái chú giải trên màn hình hay là kích vào cái gì cả, bởi vì nó đã là ở bảng tương tác rồi. Các thầy cô chỉ cần việc lưu vào đây. Ví dụ như cô Hiên sẽ nhấn vào lưu nhé. Cái nội dung này rất là quan trọng. Nếu như các thầy cô làm xong mà không lưu thì nó cũng không có gì ạ. Các thầy cô sẽ vào tệp tin. Mình sẽ nhấn vào cái lưu dưới dạng. Lưu dưới dạng đây ạ. Các thầy cô vào tập tin, vào lưu dưới dạng. Ví dụ như cô Hiên vẫn lưu ở đây là với cái bài này. À, cô Hiên chữ bảng tương tác nhé. BTT đây. BTT là bảng tương tác. Lưu ở đây là bảng tương tác, chuyển sang bảng tương tác đúng không ạ? Như vậy các thầy cô sẽ lưu với cái tên này, hoặc là nó cũng sẽ sẵn tên đấy thì mình chỉ cần việc là nhấn vào đây và nhấn vào đó là lưu thì là nó lưu luôn cái tên đấy, còn không thì mình muốn lưu tên khác thì vào lưu dưới dạng. Những thầy cô nào đã tạo xong như thế này rồi, các thầy cô có thể nhập cho cô Hiên chữ x xì được không ạ? Cô Xuân làm được rồi đúng không ạ? À, cô Xuân rất là siêu đúng không? Em chưa biết là thầy cô cái admin Jason ấy biết là tên các thầy cô có thể đổi tên được không ạ? Các thầy cô đã làm được chưa ạ? Cô Mơ làm được chưa ạ? Cô Thư thầy Phổ. Cô Thanh làm được chưa? Dạ được rồi cô Hiên. À, vâng. Cô Thanh thầy Phổ làm được chưa ạ? Dạ được ạ. Vâng, cô Thanh làm được rồi đúng không ạ? Cô Anh Dạ. Thư làm được chưa ạ? Thầy Phổ đã làm được chưa ạ? Thế em chưa, em vẫn đang đang làm này. À, thầy Phổ vẫn vẫn đang nhập đúng không ạ? Vâng. Thầy Phổ có thể là nếu mà cái bài của mình dài quá thì các thầy cô có thể là cắt một cái đoạn nào đó nhé.
thì lát nữa cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô là cắt cái file PDF. Ví dụ như là mình muốn, giả sử như các thầy cô tải một cái đề thi nào đó trên mạng mà nó rất là dài, các thầy cô chỉ cần muốn là một cái trang này thôi, nhập nó vào cái bảng tương tác thì các thầy cô có thể cắt một cái trang đấy. Thầy Giáp Hưng làm được chưa ạ? À, các thầy cô có thể là bật cam lên được không ạ? Những thầy cô mà đã làm được rồi, các thầy cô sẽ nhập vào ô chat giúp cô Hiên, đó là chữ xong nhé. Để cô Hiên biết là các thầy cô đã làm được ạ. Bởi vì nội dung này nó cũng rất là quan trọng mà các thầy cô có thể tạo luôn cái bài giảng tương tác của mình. Và không chỉ là cái bài giảng như này, các thầy cô còn có thể là tạo những cái trò chơi, hoặc là trên cái bài giảng này các thầy cô có thể thay đổi theo những cái cách thức nó sẽ hay hơn là bài giảng PowerPoint. Hoặc là các thầy cô sẽ kết hợp ở nội dung này là PowerPoint, nội dung này là tương tác mà người khác không thể biết được, đúng không? Ví dụ như đây là cái trên cái hình này, đây là trên bảng tương tác đúng không ạ? Các thầy cô có thể kéo trượt trong mờ như thế này. Đấy. Như vậy khi mình trình chiếu như này thì không ai nhìn thấy đây là cái hình ảnh đúng không? Các thầy cô chỉ cần vật kích vào đấy, các thầy cô kéo sang cái. Như vậy thì nó như vậy cái hình ảnh nó hiện ra và người khác thấy nó rất là lạ đúng không? Đây chính là những cái cách mà ở trên bảng tương tác mới làm được. Còn trên PowerPoint thì cứ trình chiếu nó lần lượt thôi. Ví dụ như trong quá trình, hoặc là ví dụ cô Hiên có thể là chọn cái hình ảnh này. Các thầy cô có thể nhấn vào cái công cụ này. Các thầy cô sẽ nhấn vào cái trình duyệt ẩn này. Đấy. Đích đến mình chọn cái hình nào, đúng không? Cái hình ảnh này các thầy cô nhấn OK. Chọn áp dụng thay đổi. Như vậy mình kích chuột vào đây cái. Không thấy có cái hình gì đúng không? Nhấn vào đây thì nó hiển thị, kích chuột vào thì nó biến mất, nhấn vào nó mới hiển thị đúng không? Như vậy thì cái cách này mình ở trên bảng tương tác sẽ có thể là giúp cho các thầy cô sẽ linh hoạt hơn trong cái quá trình sử dụng. Khi đưa con trỏ vào đây các thầy cô sẽ thấy hình mũi tên này. Đấy. Đấy. Ẩn hiện đúng không? Đấy, như vậy trên bảng tương tác sẽ làm được những cái thao tác này rất là hay. Thế còn ví dụ như cái video đây các thầy cô nhé, tự dưng nó trở thành đen ngòm như này đúng không, các thầy cô sẽ xóa cái phần này đi, bây giờ các thầy cô sẽ chèn cái video vào đây, vậy thì quay trở lại cái file PowerPoint lúc nãy, lúc nãy là cái file PowerPoint của cô Hiên, đó là cái bài quy trình này đúng không, đây chính là cái file PowerPoint nhé, thì ở phần này cô Hiên sẽ các thầy cô có thể vào cái chim video để mình sẽ cắt một cái đoạn đầu đi cho nó đỡ cái phần đầu là nó sẽ đen ấy. Ở đây thì các thầy cô sẽ nhấn lưu này. Nguyên sẽ chỉ cắt lại cái này cho nó dịch sang này một chút này. Đấy, nó hiển thị đen đúng không ạ? Thì ở đây các thầy cô sẽ nhấn chuột phải, chọn save video nhé. Nhấn chuột phải, chọn save vào media S. Các thầy cô có nhìn thấy cái lệnh này không ạ? Cái file video ở trên PowerPoint của mình sẽ biến nó trở thành một cái video để lưu ở đây. Các thầy cô sẽ nhấn chuột phải này, chọn save vào media ấy. Ví dụ như là đây là tên media 1, ví dụ cô Hiên sẽ đặt tên đây là video đó là gieo hạt đúng không ạ? Hiên sẽ điền ở đấy là gieo hạt. Hoặc là cô Hiên ghi rõ ở đây đó là video gieo hạt đúng không Gieo hạt rau cải đúng không ạ? Ví dụ ở đây là sẽ để download đi. Như vậy trở lại cái phần bảng tương tác thì các thầy cô có thể là chèn lại lên cái bảng tương tác này. Ví dụ như các thầy cô vào mục chèn, có rất là nhiều cách chèn nhé. Và chèn đây các thầy cô chèn chèn phương tiện.
Ví dụ như là cái video này ở mục download đây, các thầy cô đã nhìn thấy cái video gieo hạt rau cải này chưa? Đấy. Ở nội dung này các thầy cô có thể là ở cái nội dung đây là cái phần chèn video. Ở trên này thì mình còn có thể điều khiển. Nếu như ở PowerPoint thì điều khiển cái này nó không dễ dàng, nhưng ở trên này thì các thầy cô có thể thấy này, mình tua nhanh tua chậm rồi mức âm lượng này, cho to nhỏ ở đây này. Đấy, rất là dễ dàng. Đây là nút bấm để phát này, dừng này, đấy, to nhỏ thì các thầy cô thấy là nếu trên bảng tương tác thì cái video mình vừa sử dụng được đường kéo. Như vậy các thầy cô làm được điều này chưa ạ? Đã chèn được một cái video nào đó vào chưa ạ? Các thầy cô có thực hiện được không ạ? À rồi, một số các thầy cô là cũng thầy cô thực hiện được là việc chèn một cái video và lưu một cái video mà ở trên PowerPoint thì các thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên, đó là số 5 không ạ? Có nghĩa là mình vừa chèn lại vừa có thể là ở trên. Từ trước giờ thì nhiều nhiều thầy cô cũng có rất là nhiều thầy cô nói là cái video đấy của thầy cô là ở file PowerPoint, cho nên là các thầy cô không làm thế nào cho nó ra ngoài được. Thì các thầy cô lưu ý là các thầy cô nhấn vào cái nhấn chuột phải vào cái video đó và các thầy cô nhấn chọn Save và Media nhé, thì hoàn toàn các thầy cô có thể đưa nó ra ngoài. Đôi khi là các thầy cô có thể là lưu trữ nó lại. Nhiều khi cứ ở file PowerPoint và mình muốn là làm cái nội dung khác lại không làm được. Hoặc là khi mà chuyển một cái file PowerPoint cho người khác sang máy khác thì có thể là cái video đấy nó lại không chạy được, đúng không ạ? Vậy thì các thầy cô có thể là lưu video này lại. Hoàn toàn mình có thể là giúp các thầy cô khác có thể chạy được khi gửi lại cái video như vậy. Cô sao máy em không có cái chữ media cô ơi. Em cài file một cái file vô mà nó chỉ có cái biểu tượng thôi, em nghe âm nhạc mà em không thấy chỗ nào cô. À, nó phải là file video thì nó mới có media nhé cô Sơn nhé. Nếu mà cô nhấn chuột phải vào hình ảnh thì nó không thể có media được đâu ạ. Dạ có cô, cái file đó là file em lấy một file hướng dẫn làm lồng đèn á, em chèn vô mà sao nó chỉ có cái khung với cái hình thôi, không thấy nó hiện lên cô. Cô nhấn chuột phải vào file đấy không ạ? Cô nhấn chuột phải chứ còn nhấn chuột trái thì làm sao nó ra được ạ? Đúng không hả cô Xuân? À, cô Xuân lại tắt mic rồi đấy ạ. Cô phải nhấn chuột phải ạ. Chỉ cần làm một lệnh không đúng là Dạ nó dạ sẽ không. hồi Có nãy phải là vừa xong em nhấn cô chuột nhấn chuột trái cô. trái không Dạ nó nhiều ạ? trái rồi. Cô nhấn chuột trái đúng không ạ? Dạ. Vâng, cô nhấn, Xuân nhớ là mình nhấn chuột phải nhé. Nhấn Dạ. chuột phải thì mình có save media đấy ạ. À, như vậy thì tất cả những cái file video hay là âm thanh nhé, âm thanh cũng như vậy các thầy cô ạ. Có rất là nhiều những cái file âm thanh ở những cái file PowerPoint ấy, các thầy cô muốn lấy nó ra hoặc là lưu trữ nó thành một cái hệ thống ấy, thì các thầy cô cũng sẽ nhấn vào biểu tượng đó, nhưng các thầy cô nhấn chuột phải và chọn save và media đấy, thì âm thanh cũng như vậy. Âm thanh thì các thầy cô cũng làm tương tự như vậy, thì mình đều có thể là lưu được. Thì cái cách này có thể là giúp các thầy cô có thêm những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mình xử lý âm thanh cũng như là video. Đấy. Đặc biệt là khi mà trình chiếu PowerPoint ấy, thì cái vấn đề video không chạy được ấy, là rất là nhiều. Rất nhiều những thầy cô đang đang dạy dạy hội giảng hoặc là đang dạy giáo viên giỏi ấy, thì cái file video một là nó không chạy được, hai là nó không không phát tiếng ấy. Đó chính là cái việc mà các thầy cô sử dụng PowerPoint nhưng các thầy cô không biết cái đặt cái chế độ nó trình chiếu. Đấy. Thì dẫn đến là nó không chạy được. Rất nhiều các thầy cô hỏi cô Hiên là ngay ở trong trường thôi, thì các thầy cô cũng hỏi là
Tại sao là cái file này của chị ở máy này thì chạy được, máy kia đấy là do cái chế độ mình đặt đấy. Nếu mà lúc đấy các thầy cô biết xử lý thì các thầy cô sẽ để cái file đấy nó chạy được. Ở nội dung này thì nếu như các thầy cô nào quan tâm thì cô Hiên sẽ hướng dẫn riêng, vì để cho có thể là kịp cái nội dung mà cô Hiên chia sẻ cho các thầy cô nội dung hôm nay. À, như vậy thì ở phần vừa rồi các thầy cô đã thực hiện được đó là tạo một cái bài giảng tương tác đúng không ạ? Từ một cái file PowerPoint, rồi trên cái bài giảng tương tác này các thầy cô còn có thể là chuyển trang như thế này, chọn bài đúng không ạ? Tất cả những cái nội dung này các thầy cô cũng có thể là ví dụ như ở đây các thầy cô muốn thêm một cái trang khác vào thì các thầy cô hoàn toàn có thể thêm một trang trắng khác. Các thầy cô thấy là cô Hiên đã thêm một trang trắng khác có nhanh không ạ? Đấy, như vậy ví dụ thêm hai trang trắng này. À, các thầy cô có biết là cô Hiên đã nhấn cái gì mà nó để thêm được các cái trang trắng như thế này không ạ? Có thầy cô nào nhớ không ạ? Ở phần nội dung này cô Hiên đã hướng dẫn. Thầy Hải ơi, thầy có nhớ không ạ? Can Thầy có tuner nhớ làm thế? tính tắt này. Dạ vâng ạ, phím tắt đấy là làm phím tắt nhé các thầy cô nhé. Đấy. Làm phím tắt thì nếu như để thêm trang trắng thì các thầy cô sẽ nhấn kết hợp phím gì ạ? Ctrl N thì phải. Ctrl Y thầy Hải nhé, À tôi hiện Ctrl là. Y, Ctrl Y nhé. Đấy. Đấy, Ctrl Y. Hoặc Enter được không Ngô Yến? Enter là không có được đâu ạ. À. Enter đấy là thầy sang Không sang bên Word rồi đấy ạ. Đúng không thầy Hải? Hoặc là thầy sang PowerPoint. Chứ còn bên bảng tương tác là mình phải nhấn Ctrl Y hoặc là mình nhấn vào đây ạ. Ví dụ như là các thầy cô vào trang trắng đây. Đấy thì các thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây nó phải là nhấn Ctrl Y. Chứ còn nếu mà nhấn Enter là không không được ạ. Hoặc là mình nhấn các cái khác là không được. Nếu các thầy cô không nhớ được cái phím nóng thì các thầy cô nhớ ở trên này nó có một cái nút nhỏ như này. Đấy, các thầy cô sẽ vào chèn trang. Có các dạng là chèn trang trắng trước trang hiện tại, sau trang hiện tại. Như vậy là mình có thể chèn trước hoặc chèn chèn sau đều được. Hoặc là chẳng hạn như các thầy cô chèn rồi, các thầy cô thể du lên du xuống như thế này đều được. Đảo vị trí là cầm và đưa lên kéo xuống như thế này. Đấy. Như vậy thì cái việc mà sử dụng cái bảng tương tác này, các trang di chuyển này nó cũng rất là dễ. Nó cũng không khác gì PowerPoint mấy đâu. Nó cũng đưa lên, đưa xuống, kéo lên, kéo xuống. PowerPoint thì mình enter các thứ nhưng cái này thì không thể mà mình phải nhấn Ctrl Y ạ. Ở phần nội dung này nếu như các thầy cô muốn thêm một cái trang mới, ví dụ như là mình chèn một cái hình ảnh gì đó thì các thầy cô hoàn toàn là chèn vào đây, chèn phương tiện này. Đấy, hoặc là chèn hình ảnh này, chèn link này, hoặc là ví dụ như trong cái bài giảng này, ví dụ các thầy cô muốn ghim lại cái link lúc nãy giống như là cái link link ghim này đúng không ạ? Đây link ghim đây cô Hiền copy luôn cái này. Lúc nãy là cái link online stopwatch đây các thầy cô, ví dụ như là magic này, cô Hiền hay cho cái trò này, cứ nhấn vào tên các bạn nào là bạn ấy được quà, bạn ấy rất cái phần 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 trò chơi này cho học sinh rất là thích. Ví dụ như các thầy cô có thể là copy link như này. Đấy. Và trên cái bài giảng của mình thì ở đây cô Hiền lại nhấn vào cái ở trên cái bài giảng thì các thầy cô có thể thấy là đây đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như ở nội dung bài giảng, ở phần nội dung này các thầy cô muốn gọi học sinh thì các thầy cô có thể là vào cái mục chèn ở đây, đến trang web nào đấy chẳng hạn, hoặc là video nào đấy, ví dụ như đây là online stopwatch thì các thầy cô nhấn vào đây rồi cho cái biểu tượng ok vào đây. Đấy, như vậy là đã có cái biểu tượng internet đây đúng không ạ? Đấy. Khi nhấn ở chế độ trình chiếu thì nó sẽ màu xanh, thì nó sẽ không có cái viền xung quanh. Thầy cô nhấn kích vào đây là lập tức nó sẽ chuyển đến link. Như vậy thì cái bài giảng tương tác nó sẽ có thể là kết hợp với lại internet này,
thậm chí là các thầy cô có thể là kết hợp với PowerPoint và tất cả những cái nội dung khác thì nó rất là thuận tiện. Trong quá trình trình chiếu thì các thầy cô không bao giờ phải lo là dừng trình chiếu lại, bởi vì nội dung này có cái gì đó các thầy cô bắt buộc là phải dừng trình chiếu để chỉnh sửa. Thì ở đây nếu chẳng hạn có nội dung gì đó mà chưa hợp lý, các thầy cô hoàn toàn có thể là gạch chân như thế này hoặc là khoanh tròn vào như này. Thế thì ở trên bài tảng tương tác. Ngoài ra nếu như trường các thầy cô có bảng tương tác thì học sinh hoàn toàn lên có thể là làm những cái phần nội dung bài tập ở phần phía trên này. Thì cái bảng tương tác nó sẽ mang lại những cái hiệu quả và những cái hứng thú cho học sinh học, nó sẽ hay hơn. Và khi các thầy cô kết hợp nó một cách là thành thạo hơn. Đấy. Rồi cách trình chiếu này. Ví dụ như các thầy cô muốn có video thì có thể nhấn vào đây nó ra xuất hiện video vân vân. Đấy. Hoặc là ví dụ như cái chỗ này. Cái hình ảnh này, ví dụ các thầy cô chưa muốn nó xuất hiện luôn thì các thầy cô cũng có thể là kéo trượt trong mờ như này. Đấy, ban đầu là không ai biết là mình đang có cái nội dung gì đúng không? Các thầy cô kéo sang như này thì nó xuất hiện, kéo vào đây này. Đấy, và khi trên bảng ấy, mình chỉ cần một cái thao tác thôi và người ta cảm thấy cũng rất là bất ngờ, bởi vì là không biết là nội dung đó là những nội dung gì. Thì ở đây các thầy cô thấy là chỉ cần nhấn sang này cái kéo sang bên phải. Các thầy cô có nhìn rõ cái nút trượt trong mờ chưa ạ? Đây ạ. Nên nhiều khi là mình làm rồi nhưng mà không thao tác nhiều là cũng sẽ không nhớ hết đâu ạ. Đấy, kéo sang trái. Không có, ví dụ khi giảng thầy cô lưu ở cái dạng như này và khi đến bài dạy các thầy cô có thể kéo như này. Hoặc là nếu không cần thiết phải ẩn. Có những nội dung mình cần ẩn sau đó mình mới xuất hiện thì các thầy cô làm vậy. Còn nếu không các thầy cô để như này và chỉ cần trình chiếu, cứ đến nội dung này mình trình chiếu như này. Đúng ạ. Như vậy là biến từ cái bài giảng PowerPoint trở thành một cái bài giảng tương tác rất là nhanh chóng đúng không ạ? Các thầy cô làm được chưa ạ? Thầy Hải đã bao giờ mình làm như này chưa ạ? Từ hôm cuối tháng 8 là bạn chưa sờ đến được, chưa động đến. Chưa sợ đến đúng. Phương ơi, cô Phương có làm được không ạ? Cô Phương tắt mic cô Phương ạ. Em vẫn chưa nghe rõ cô Phương ạ. Em chưa nghe rõ cô Phương ơi. À, như vậy thì cô Phương có thể nhắn vào ô chat nhé, nếu mà mic của cô có thể là chưa 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 à, cô Phiến làm được không ạ? Cô Phiến đã tạo được cái bài giảng tương tác chưa ạ? Em có thiết kế từ hôm trước cô Yên, nhưng mà hôm nay thì lại có chút việc nên thành ra là mới vào lớp được. Cô giờ giờ đang phải xem lại. À, như vậy là cô Phiến ơi, có nghĩa là cô đã chuyển từ bài giảng PowerPoint sang tương tác được chưa ạ? Cái phần đó hôm trước em còn nói với cô là chưa được á, nhưng mà hôm nay thì hôm đáng lý là vào sớm thì cũng học theo được, nhưng mà tại giờ em mới đi về nên thành ra là mới vào lớp. À, cái nội dung này cũng rất là cần đúng không ạ? Trước đấy là cô Phiến cũng có hỏi là làm thế nào để cái bài giảng PowerPoint trở thành tương tác đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng. Tại vì lúc trước là dùng cái bản trước đó là em không có đẩy được cái PowerPoint vào, chỉ có đẩy được cái Vâng. bài ép Cô vào Visual. chỉ cần thấy là mình nếu mà mình chuyển nó nhập sang PowerPoint thì nó nhập từ bảng tương tác này này, có hai cái nút này. Nhập PowerPoint sang PowerPoint này sẽ không nhập được thì cô sẽ nhập bằng PDF ạ. Mà muốn nhập PDF thì cô sẽ chuyển cái file PowerPoint này thành PDF. Thì cô chỉ việc là nhấn vào file cô nhé, vào driver này. Đấy, cô lưu ở Tức là đây thì cô sẽ mình lưu lưu ở dưới dạng tương tác. là PDF. Ví dụ đây, ở đây cô sẽ chọn là PDF đấy, cô nhìn thấy không ạ? Dạ. Vâng, cô Phiến nhé, cô vào sau lưu ý cô sẽ chọn cái PDF này.
Đấy, và cô nhấn save vào, cô đặt tên nhấn save vào, và sau đó lát nữa thì mình ở bên cái bảng tương tác này mình chỉ cần việc là nhập bằng PDF. Như vậy đây là đang từ file PowerPoint chuyển sang PDF đấy ạ. Dạ. Đấy. Như vậy là Thì trong ở những cái nội dung này thì có thể có những cái nội dung mà các thầy cô sẽ có nghĩa là khi chuyển sang thì có những cái nội dung mà các thầy cô thấy là nó chưa phù hợp thì các thầy cô có thể chỉnh sửa, hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại nhé. Ví dụ như là khi sang PDF thì có những nội dung như này. Nội dung này thì các thầy cô chưa muốn là nó hiển thị cái nội dung này ra mà phải muốn là các thầy cô hoàn toàn có thể là bỏ cái phần hoặc là sử dụng một cái trang nào đấy, có một cái trang riêng như thế này, hoặc là các thầy cô có thể cắt PDF nhé. Ví dụ như là một cái phần nội dung này các thầy cô sẽ hiển thị nó từ từ, sau đó mới nhấn vào cái nội dung này thì nó mới xuất hiện, chẳng hạn như là những cái cây bị sâu yếu này. Nhấn vào đây thì cây này nó sẽ nhổ bỏ đi. Như vậy là nhấn như thế này là nhìn thấy hết này, bây giờ nhấn thế nào để những cái cây này nó bỏ đi chẳng hạn, thì mình sẽ lại phải tạo những cái hiệu ứng, hoặc là trên bảng tương tác này hoàn toàn làm được nhé. Và trên PowerPoint thì nếu như các thầy cô muốn thì các thầy cô lại copy lại. Thì ở những cái nội dung đấy thì cô Hiên sẽ hướng dẫn kỹ ở những cái buổi sau. Thì ở nội dung bài này thì cô Hiên sẽ hướng dẫn những cái cơ bản đã, các thầy cô sẽ làm được cái nội dung cơ bản đã. Cô Phiến nhé. dạ, rồi cảm ơn cô Hiên ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em chào cô Hiên. Cô Hiên nghe rõ chưa cô Hiên? Dạ vâng, em nghe rõ rồi ạ. Em thì em đang làm mầm non. Trường của em thì nói chung là cái công nghệ thông tin rất là chưa có được tốt lắm. Thứ nhất đó là cơ sở vật chất đó thì có tivi chỉ để coi thôi. Còn lại là không có sử dụng được. Không xem được phim hoạt hình luôn cô, nên là 100% từ đầu giờ đến cuối giờ bọn em tương tác bằng quan sát Máy tính. là nói máy tính nó nhỏ lắm cũng không được dùng luôn cô ạ, nên là cái hoạt động cái giờ dạy công nghệ thông tin cho trẻ lớp em rất là ít. Năm nay thì cô hiệu trưởng mới về thì cô nói là cô sẽ cho một trường có một cái bảng tương tác, nhưng À vâng, năm mà nay là sẽ có bảng tương tác đúng không ạ? Kể cả có vào không lớp chiếu cũng này thì được. tuần sau sẽ lớp Vâng. khác. Và em thì thực sự chưa biết cái bảng tương tác là gì hết á, chỉ có học mà cảm ơn cô mơ đã cô mơ đúng rồi, năm nay thì sẽ có cô mơ cho cái đường link vào đây Cố học, gắng thì cho em chỉ nghe bà. từ nãy giờ em nghe được có chút xíu rồi, em chưa biết bắt đầu từ đâu hết. Không sao Chưa đâu bắt đầu từ cô Phương ạ. À. đâu Cái bảng tương tác kể cả là cô chưa hết. có, cô đều làm như vậy. Cô Phương thấy là từ nãy đến giờ là cô Hiên hoàn toàn là đang đang dùng trên máy tính đấy đúng không ạ? Mình chưa có kết nối với bảng tương tác đâu. Thế cái phần bảng tương tác thì các thầy cô có thể thấy là ví dụ như này nhé. Cô Hiên sẽ mở cái file này, các thầy cô có thể thấy này. Cô Hiên có thể mở cho các thầy cô xem cái thế nào là cái phần bảng tương tác ạ. Cô như em sử dụng Office 365 bản quyền á, thì mình có thể chuyển cái đó ra, có sử dụng cái này không ạ? Chuyển được ạ. Đây các thầy cô có thể thấy ở đây chính là Ok, cái phần bảng tương tác ở trường của cô Hiên đấy. Các con ok. quay cho nó hơi hơi rung rung như đây chính là bảng tương tác ấy. Thì các thầy cô có thể phần nào là các thầy cô đều có thể thấy được. Lớp 7 kết nối tri thức với cuộc sống để sử dụng trong cuốn Đây. sách điện tử này thì chúng ta chỉ Đấy, như vậy các thầy cô thấy là ở đây trên bảng tương việc tác hoàn toàn là mình sử dụng toàn bộ bằng tay làm nhé điều các đặc thầy biệt cô nhé. trong cuốn sách điện tử này đó chính là Đấy, đây cô là đã bảng tương tác các thầy cô thấy này. Đấy, nhấn vào cái là nó sẽ di chuyển toàn bộ bằng tay. Các thầy cô nhìn thấy không ạ? thì các thầy cô còn có thể chọn các bộ môn khác, ví dụ như Đây là là dùng, đấy là dùng bằng tay, đấy là bảng tương tác ạ. Thế còn bởi bây giờ là đang ở nhà cho nên là cô Hiên không có, thì là mình đang hướng dẫn trên máy tính nữa. Các thầy cô có hiểu là sử dụng bảng tương tác trên bảng tương tác đấy chưa ạ?
Và Các coi con giống như học là sinh quay nó chưa được nét lắm, cô Hiên cũng gọi giới thiệu cho các thầy cô. À, tuy nhiên thì cái sử dụng bảng tương tác thì nó rất là tiện, bởi vì là hoàn toàn mình có thể là cảm ứng tương tác trực tiếp ở trên đó, có thể là bằng bút nhé, có cả bút có cả tay. Ví dụ là cái đặc biệt là cái bảng tương tác nó đa điểm ấy, thì là trên một cái bảng tương tác đấy các con học sinh là nhiều bạn lên được. À, ví dụ như ở giờ hôm nay của cô Hiên là sau khi mà dạy xong các con thi nhau lên vẽ tranh ở trên đấy, sau đó là có các thầy cô khác vào cũng lại xem lại, cũng cũng gần đấy bảo là để vẽ như nào, đến các thầy cô cũng cũng lên để thử vẽ cùng với các con ấy. Thì thực sự là cái nội dung bảng tương tác này nó rất là hay. Cô Phương vừa xem cái video đã hiểu rõ được cái bảng tương tác chưa ạ? biết là cô Vâng, và nó dễ hơn rất là nhiều không cô, cơ bản vâng, rất nó là rất là nhiều. dễ bởi vì là mình sử dụng bằng tay nhé. Thế còn đây là các thầy cô thấy là cô Hiên cũng đang hướng dẫn các thầy cô là ở nhà thì là bằng trên máy tính đúng không ạ? Đây là mình đang sử dụng chuột. Thế còn ở trường thì mình có thể sử dụng tay, thì mình chạm vào cái nút này này là nó tự nó chuyển sang như này. Đấy, hoặc là những cái nút như này là mình hoàn toàn mình nhấn vào bằng tay nhé các thầy cô nhé. Đấy, giống như cái video lúc nãy cô Hiên quay ấy. Đây, quay thì đây các thầy cô thấy là hoàn toàn là mình sử dụng bằng 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 tay hết đấy. Đấy, kéo trượt như thế này ạ. Đấy, toàn bộ như thế này. Đấy, toàn bộ bằng tay, ví dụ như là nếu cất nhấn cái nút nào đấy. Nhấn vào là chết luôn cái nút đó. À, Không vâng đấy, các thầy cô thấy không ạ? trượt. Nhấn Hoàn không toàn bằng sử dụng bằng trượt tay đấy ạ. dễ. Đúng không ạ? Quay thì nó cũng không được nét như đấy, các thầy cô có thể thấy đấy là cái quá trình sử dụng đấy ạ. À, như vậy thì biến từ cái bài giảng PowerPoint trở thành cái bài giảng tương tác thì các thầy cô chỉ việc đó là nhấn một cái lệnh rất là đơn giản đúng không ạ? Đó là nhập bằng PDF và file PowerPoint thì các thầy cô chuyển sang file PDF. Thì trong khi đó thì cũng có một số những cái nội dung, ví dụ các thầy cô mà in đề ở trên mạng ấy, các thầy cô tải những cái file đề hoặc là một số những cái file mà các thầy cô chỉ muốn là lấy một đoạn PDF này thôi, thì cô Sư Hiên sẽ hướng dẫn nhanh các thầy cô đó là cách mình có thể là cắt cái file PDF đấy một hai trang mà mình mong muốn. Ví dụ như ở đây các thầy cô thấy đây là cái file PDF vừa lúc nãy cô Hiên đã tạo đúng không ạ? Cô Hiên sẽ chỉ muốn là lấy một cái trang đầu hoặc là một trang nào đó. Thì ví dụ như này. Ở đây các thầy cô thấy ở đây là đang là trang 2 đúng không ạ? Bây giờ cô Hiên chỉ muốn là lấy cái trang đầu tiên này chẳng hạn. Đấy. Lấy cái bìa đầu tiên thì các thầy cô sẽ nhấn chọn cho Hiên đó là lệnh in. Đó là các thầy cô sẽ nhấn chọn là Ctrl P. Khi nhấn chọn Ctrl P thì các thầy cô sẽ vào ở đây chọn. Ví dụ là máy in của các thầy cô là gì thì các thầy cô sẽ không chọn máy in mà mình sẽ chọn một trong hai cái dạng đó là Microsoft Print to PDF hoặc là có trong cái máy này của cô Hiên là nó chỉ có Print to PDF thôi đúng không ạ? Nói chung là nó cứ có PDF thì các thầy cô sẽ chọn PDF ở đây. Cô Hiên sẽ chọn đó là Print to PDF. Khi nhấn chọn PDF thì trong cái mục Pay này, ví dụ ở đây là các thầy cô sẽ chọn là cắt, ví dụ cô Hiên sẽ cắt từ trang 1 đến trang 2 thì cô Hiên sẽ chọn là 1 đến 2. Đấy. Cô Hiên sẽ chọn ở đây. Các thầy cô có nhìn rõ ở cái phần mục này không ạ? Đây nhé, cái mục Pay này ấy. Đấy. Mình chọn ở đây là mình muốn cắt cái file PDF này chỉ lấy hai cái trang đầu thôi chẳng hạn. Các thầy cô nhấn OK. Đấy. Như vậy bây giờ ở đây các thầy cô nhấn vào download. Các thầy cô chọn ví dụ như lưu ở đây là trang trang 1 và 2. Đấy. Các thầy cô nhấn save vào.
Đây là cái file này đang có 32 trang, có nghĩa là tương ứng là lúc nãy 32 slide, hoặc là cái đề thi của các thầy cô mà có 32 trang thì đúng không? Mình chỉ muốn lấy là một cái trang ở giữa, ví dụ như là trang 9 đến trang 10 chẳng hạn. Thì các thầy cô làm tương tự nhé. Bây giờ cô Hiên tắt cái này đi. Và các thầy cô sẽ thấy là lúc nãy là cô Hiên đã lưu nó vào P của C đúng không? Trang 1, trang 2. Đây, các thầy cô đã nhìn thấy trang 1 và 2 đây chưa ạ? Các thầy cô có nhìn thấy là cô Hiên vừa cắt. Đây là trang 1 và 2 đây ạ. Đấy, đây nó là file PDF nhé. Các thầy cô mở ra. Đây, như vậy là PDF này chỉ còn duy nhất ở đây là từ 1 đến 2 đúng không ạ? Đấy, như vậy là mình có thể thực hiện cái lệnh cắt file PDF này. Rất là nhanh. À, cái đề thi cũng như vậy. Đề thi bây giờ có những file đề thi hàng trăm trang đúng không cô Xuân? Hay thầy Hải đúng không? Các thầy cô có thể là cắt file PDF, ví dụ như nó bất kỳ một cái trang nào ở giữa. Ví dụ như bây giờ cô Hiên sẽ cắt một cái trang bất kỳ nhé. Mở cái file PDF của mình lên. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl P. Hay là các thầy cô sẽ vào biểu tượng máy in này này. Các thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây. Nhớ là mình vào in nhưng mà không phải in. Đây. Đấy, vào in. Vào in nhưng các thầy cô sẽ không chọn máy in. Đây là nếu như các thầy cô chọn Canon này là nó sẽ in. Nhưng ở đây là mình sẽ cắt file PDF. Thì các thầy cô sẽ nhấn vào đây là chọn Print to PDF. Và trong cái nội dung này thì các thầy cô ví dụ như bây giờ mình chọn là trang 9 đến trang 10 chẳng hạn. Đấy. Thì các thầy cô sẽ gõ vào đây là 9 đến 10. Và các thầy cô nhấn Save, như vậy là nó sẽ lưu lại ở đây cũng để ở download. Và các thầy cô sẽ chọn vào mục download, chọn lưu ở đâu là tùy các thầy cô nhé. Cô Hiên có những cái nội dung mà không cần thì cô Hiên sẽ có thể lưu đây, xong cô Hiên lại bỏ nó đi. Trang 9, 10, trang 9 và 10 đúng không ạ? Hiên nhấn save vào. Thầy Hải đã bao giờ cắt cái file PDF không thầy? Có nhưng mà sử dụng gì trên cái thanh công cụ ạ? À, chưa 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 cắt theo kiểu này bao giờ đúng không ạ? Là thì sử dụng trên thanh công cụ luôn ạ. À, trên thanh công cụ thì thầy sử dụng lệnh gì ạ? Và chỗ home là có cái nút mà cạnh chữ T này, À, cạnh chữ T bên này cạnh bên chính bằng này là này đấy ạ. cái này đúng Là không? mình hiểu cắt ảnh, hiểu cắt ảnh nhé. Cắt nhưng mà như thế là nó sẽ ví dụ như là nó Nó sẽ cắt ở dạng cái chỗ đấy thôi đúng không? như À, chẳng đấy là cắt ảnh nào đúng không thầy? mà. Đấy là nó cắt, đấy là cắt ở ví dụ một cái chỗ nào đấy. Còn nếu mà ví dụ bây giờ mình muốn cắt các cái trang ấy, ví dụ từ trang 9 đến trang 10 thì thầy sẽ phải làm nhiều thao tác. Hoặc là bây giờ là cắt những cái trang nó lại không liền kề, hay là Đúng cắt một số những cái trang nào đó thì mình làm như vậy thì nó cũng sẽ rồi. không được đẹp đúng không? Còn nếu cắt như thế này là nó sẽ nguyên si nguyên bản như thế ạ. Bây giờ cô Hiên sẽ tắt cái này đi và mình vừa lúc nãy mình lưu rồi phải không nhỉ? Đấy. Thì sau khi lưu ở đây thì các thầy cô sẽ thấy là các thầy cô chỉ việc đó là mở ra đây trang 9, trang 10 đây các thầy cô. Đấy. Mình cắt bao nhiêu trang mình chỉ việc gõ vào đấy. Đấy, như vậy thì toàn bộ cái việc cái trang, nhất là cái đề thi các thứ nhé, các thầy cô cắt hoặc là các cái tài liệu nào đó, ví dụ như là cái tài liệu nó đến hàng rất là nhiều trang, mình chỉ cần muốn là một hai trang này thôi thì các thầy cô thực hiện cái lệnh cắt này nó vô cùng đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn là nó rất là đẹp, nó không giống như cái nút cắt kia. Thì đôi khi mình cắt nó có thể đấy là nó cắt theo cái tính chất là mình sẽ cắt giống như mình chụp mình cắt một đoạn này thì nó sẽ mất công hơn. Ở đây là phần nội dung. Nếu như các thầy cô muốn cắt một đoạn này, sau đó các thầy cô sẽ nhập vào file bảng tương tác này. Đấy. Các thầy cô có thể nhập lại đúng không? Vân vân. Hoặc là các thầy cô có thể là thêm mới này, các cái nội dung. Hoặc là ở trên cái bảng tương tác này, các thầy cô muốn tạo những cái bài ví dụ như là
các cái phần trò chơi này, hoặc là những cái phần các cái câu hỏi trắc nghiệm, các cái bài tập. Thì ở phần nội dung sau, cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô sẽ kỹ hơn. Ngoài ra thì hôm nay cô Hiên sẽ hướng dẫn nhanh các thầy cô về cái việc là sử dụng trên cái bảng, trên cái phần mềm Avina. Các thầy cô đã sử dụng cái, đã cài cái phần mềm Avina chưa ạ? Các thầy cô đã cài phần mềm Avina, các thầy cô có thể là mở Avina lên ạ. Ở phần mềm Avina này thì các thầy cô có thể ứng dụng nó rất là nhiều những cái nội dung ạ. Như vậy trên cái phần mềm Avina này, cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô, đó là mình có thể là tạo những cái công cụ ở trên phần này. Nó có rất là nhiều cái chức năng nhé. Thì ví dụ như là ở đây có thể là thêm âm thanh này, âm thanh chèn tẹp này, chụp hình này, đấy. Đấy, cửa sổ chụp, đúng không ạ? Ngoài ra thì các thầy cô có thể là ngoài cái việc là mình chụp ra thì mình có thể là sử dụng cái lệnh khác, đúng không ạ? Hoặc là các thầy cô có thể là sử dụng cái, sang cái nút kia nó lại dừng mất chia sẻ nhấn vào lại dừng. Hoặc là các thầy cô sẽ chèn ảnh này, chèn hình ảnh này đấy, ở phần nút này đấy. Hoặc là chèn hình ảnh này, chèn video này, quay video này, kể cả YouTube thiết kế thì đây thì các thầy cô sẽ thấy nó y hệt như PowerPoint, đúng không ạ? Các cái cách thức ở đây, hiệu ứng này cũng có các cái hiệu ứng, ví dụ như xuất hiện, biến mất, vân vân, nó tương tự như PowerPoint. Rồi các cái chuyển trang này, câu hỏi ở đây thì có rất là nhiều dạng, điền khuyết này, đúng sai, nhiều lựa chọn này, văn bản này, kéo thả, vân vân. Thì ở những cái nội dung này thì cô Hiên sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Phần công cụ các thầy cô thấy là nó cũng có rất là nhiều, trong đó có một số những cái công cụ rất là quan trọng, ví dụ như là sơ đồ tư duy. Đây, các thầy cô có thể thấy này, mình có thể vẽ sơ đồ tư duy. Thầy Hải đã sử dụng phần này để vẽ chưa ạ? Có Chơi là ô mới vẽ chữ hôm này. qua ạ, mới vẽ hôm qua để làm bài module 9, à module đúng rồi, module Có hay không thầy Hải? tuyệt vời ạ. Rất là tuyệt vời đúng không Nào. ạ? Nếu như là mình không có bản quyền mà mình sử dụng cái phần khác thì nó vô cùng vất Mình vả biết đúng không cài thầy đặt nó Hải? khó, đúng rồi ạ. Nhưng mà có cái phần mềm này nó làm rất là dễ đúng không ạ? Đây là phần mục xem, ví dụ như mình có thể là xem để xuất bản này, trợ giúp rồi định dạng vân vân. Thì ở đây cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô phần vẽ sơ đồ tư duy nhé. Thầy Hải vẽ rồi thì sau lát nữa thầy Hải có thể chia sẻ với các thầy cô nhé. Thì trong cái nội dung này thì các thầy cô thấy là mình sẽ có phần nội dung là hình trung tâm này. Các thầy cô còn có thể là muốn thay đổi hình trung tâm thì các thầy cô nhấn chuột phải nhé. Cô Sơn ơi, nhấn chuột phải nhé. Không, lúc nãy là cô Hiên nói nhấn chuột phải, cô nhấn chuột trái. Ví dụ như chỉnh sửa trung tâm ở đây thì các thầy cô có thể là có các cái phần trung tâm như này. Đấy, các thầy cô có thể là lựa chọn. Đúng không ạ? Có rất là nhiều cái nội dung trung tâm mà thậm chí các thầy cô lại chưa ưng những cái trung tâm này, mình muốn là có một cái hình của mình rồi thì các thầy cô vào duyệt đấy. Ví dụ như ở đây là mình muốn có cái hình là hình trung thu chẳng hạn. Đấy, trung tâm ở đây là trung thu đúng không? Rồi các cái hình, ví dụ như các thầy cô vẽ thêm nhánh ở đây. Các cái nhánh này thì hoàn toàn các thầy cô đều có thể kéo nhé. Đây nó có các cái phần nhánh này. Đấy. Vẽ nhánh theo cái kiểu này, hoặc là vẽ nhánh theo kiểu dạng là nó có cái phần khung chữ như này. Đấy. Toàn bộ những phần nội dung này các thầy cô hoàn toàn có thể thực hiện.
theo cái cách thức mà mình muốn muốn viết chữ vào đây thì thứ nhất là với cái đường cong này thì các thầy cô nhấn bút vào. Đấy. Nhấn bút vào đây, ví dụ như các thầy cô gõ ở đây là nội dung một đúng không ạ? Đấy. Chẳng hạn nội dung là gì thì tùy theo các cái sơ đồ tư duy của các thầy cô. Đấy. Mình có thể là chọn phông chữ cỡ chữ ở đây ạ. Các thầy cô sẽ nhấn vào cái nút mũi tên này nhé. Đấy, ví dụ như chọn ở đây có rất là nhiều cỡ chữ đậm hay là nghiêng này, rồi màu chữ này, màu đỏ hay là màu xanh hay là màu như nào thì các thầy cô sẽ nhấn vào cái nút này, hoặc là thậm chí là có cái bút hút màu này, các thầy cô không muốn màu đấy, các thầy cô muốn là cái màu nào trong cái khối trung tâm này đều được nhé. Đấy, ví dụ như màu này hay là màu xanh này chẳng hạn, đấy vân vân, hoặc là màu theo nhánh này, nói chung là mình chọn bất cứ cái màu nào cũng được, kể cả có cái bút hút màu đây, các thầy cô có thể chọn những màu theo ý muốn. Đấy, sau khi mà thực hiện xong thì các thầy cô có thể thấy là cái nội dung của mình đã được đúng không ạ? Thì tùy theo từng nội dung, còn cái nội dung này thì đây các thầy cô ghi là nó là nội dung gì thì các thầy cô sẽ điền vào đây. Các thầy cô làm tương tự. Hoặc là ở trên Word nó có đã có sẵn rồi, các thầy cô có thể copy luôn vào đây. Đấy. Đúng không ạ? Ở đây có rất là nhiều dạng phông chữ Ngô Hiên cài, rất là nhiều dạng phông. Tương tự như vậy thì các thầy cô có thể làm đối với những cái phần khác đúng không ạ? Như vậy thì ở trong cái này thì nội dung nó sẽ ghi ở khung này. Còn đối với những cái nhánh này thì cái dòng chữ của nó sẽ là ở trên trên cái phần nhánh. Cho nên là tùy theo nội dung các thầy cô điền cho nó phù hợp. Hoặc là trên nhánh như thế này thì các thầy cô lại có những cái nhánh nhỏ ra. Các thầy cô sẽ vẽ những cái nhánh này thì cũng nhiều thầy cô đã vẽ rồi đúng không ạ? Trên nhánh nhỏ này thì các thầy cô còn có thể là vẽ các cái nhánh khác, vân vân. Và thậm chí là ví dụ như các cái nhánh này, các thầy cô muốn liên kết từ nhánh số 1 đến nhánh số 2 thì các thầy cô sẽ liên kết nó vào như thế này. Đấy. Các thầy cô sẽ nhìn thấy là ở đây nó có cái móc xích đấy, đúng không? Thầy Hải có nội dung nào mà móc xích vào với nhau không Chưa thực hiện cô ạ. ạ? À, chưa thực hiện, chắc là À, chưa có nội dung mà cô Hiên cho nào hỏi móc. là giả sử ở trên các nhánh này mình muốn chèn ảnh nhưng hôm qua mình làm là nó không được, nó bị chữ nó chen mất cái ảnh đi Cái muốn chèn ảnh ở phần nào ạ? rồi ở đầu cái nhánh con cái đầu cái nhánh này này À, có nghĩa là đầu nhánh con này mình muốn thầy minh họa muốn thêm bằng hình ảnh ấy. muốn chèn hình ảnh đúng không ạ? Đúng rồi. Ví dụ như là trong những cái trường hợp này thì thầy cô cũng vẫn phải kết hợp nhé. Thì ở nội dung hôm nay em sẽ hướng dẫn những cái cơ bản đã. Thế còn muốn chèn như đấy là nó sẽ phải sử dụng kỹ thuật là cao hơn một chút, với hai nữa là phải kết hợp nữa thầy Hải ạ. Còn nếu mà chỉ như thế này thôi thì là nó sẽ phần chữ này, phần nhánh thôi, Đèn đúng không lên ạ? Đấy. Thế thì đây là những cái nhánh không có hình đúng không? Đấy, đây đây là các thầy cô sẽ thấy đây. Đấy những nhánh đây. Nhánh đây là không có hình vẽ. Rồi thêm nhánh có hình vẽ, vân vân. Thì như vậy thì đây là những cái nhánh mà mình muốn thêm hình thì mình lại phải chuyển nó sang PowerPoint. Sau đó là mình kết hợp thầy Hải ạ. Thế còn nếu ở trên này thì nó sẽ không không dễ, mình sẽ chuyển sang PowerPoint nhé, mình sẽ kết hợp và xuất sang PowerPoint thì rất đơn giản. Các thầy cô chỉ cần việc đây là nhấn vào xuất bản. Đấy, và chuyển sang PowerPoint này. Mình kết hợp với PowerPoint nhé thầy Hải nhé. Đấy, có những cái là phải sử dụng kết hợp. Còn sâu hơn nữa thì cô Hiên sẽ hướng dẫn, bởi vì một buổi nó sẽ không thể nào mà đây là ví dụ như là bản đồ tư duy là cơ bản thôi đúng không ạ? Muốn phức tạp có hình ảnh, ví dụ như nhấn vào cái nhánh này nó có hình ảnh xuất hiện đúng không ạ? Nó hình ảnh tương ứng thì các thầy cô có thể là xuất nó sang PowerPoint. Và trên PowerPoint mình lại thực hiện thêm.
Như vậy là việc xuất từ cái phần file ở cái Avina này sang PowerPoint rất là nhanh. Và các thầy cô hoàn toàn là có thể là chỉ thực hiện trong vài giây là đã có rồi đúng không ạ? Đấy, như vậy bản đồ tư duy đây đúng không ạ? À đây cái bản đồ cơ bản đúng không ạ? Thì làm được cái bản đồ cơ bản. Đấy, như vậy là bản đồ tư duy đấy mình vừa mới vẽ ở trên Avina. Đây là bên sang PowerPoint nhé. Đấy, đây là sang PowerPoint luôn. Đấy, như vậy là các thầy cô thấy là nó rất là nhanh. Và bên này thì các thầy cô cũng thấy là nó sẽ tách được các nhánh. Mình có thể là hiệu ứng ở đây. Hoàn toàn các thầy cô có thể tạo hiệu ứng animation ở đây. Ví dụ các hiệu ứng xuất hiện hay là thực hiện như thế nào đấy nó xuất hiện. Các nhánh các thầy cô chỉ cần nhấn vào đây cái là nó sẽ xuất hiện từng nhánh một đúng không ạ? Hoặc là bên kia các thầy cô thấy là nếu như mình không thực hiện cái đấy thì hoàn toàn là có thể là thực hiện luôn được ở bên Avina các thầy cô nhé. Thì Avina ví dụ như các thầy cô sẽ vào cái phần xem. Đây, ví dụ như các thầy cô vào mục xem đây này. Là nó cũng chiếu luôn cho các thầy cô xuất bản cái là nó chiếu luôn đấy. Đây, ví dụ các thầy cô thấy là nó từ từ này. Đấy. Cô Hiên hoàn toàn không hề tạo cái hiệu ứng gì hết luôn ấy. Nó chiếu từ từ đấy các cái phần nhánh ấy. Đúng không ạ? Các thầy cô thấy không ạ? Hoàn toàn nó tự động. Nếu khi mà ở làm ở Avina thì nó vô cùng nhanh. Đây là những cái nội dung gọi là ở mức cơ bản để các thầy cô sẽ vẽ được. Thế còn kỹ thuật hơn thì cô Hiên sẽ hướng dẫn ở buổi khác. Ngoài ra thì ví dụ như là ở trên cái Avina này các thầy cô có thể thấy là mình còn có thể tạo rất là nhiều những cái phần trò chơi, kể cả trên phần bảng tương tác thông minh cũng như vậy. Ví dụ như là ở đây cô Hiên có các phần trò chơi làm nó sẽ kỹ thuật cao hơn một chút. Các thầy nhập từ cái Avina này, từ cái file PowerPoint chuyển sang Avina để làm bài giảng e-learning nhé. Thầy Hải đã làm e-learning ở trên cái phần mềm này chưa ạ? Chưa cô ạ. Hả? À, phần mềm e-learning hoặc là các thầy cô đều có thể thực hiện được. Thì ở đây trên cái Avina này nó làm được rất nhiều tính năng các thầy cô ạ. À, nhưng mà nó phải là nâng cao nhé. Thế còn ở buổi hôm nay thì cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô để các thầy cô có thể là thực hiện được. Ví dụ như là ở cái phần này, cô Hiên sẽ trình chiếu qua cho các thầy cô có thể là xem một số những cái nội dung này. Ví dụ này, đây là cái phần trò chơi thiết kế ở trên hoàn toàn ở trên Avina nhưng mà nó sẽ ở mức sâu hơn những cái nội dung kia. Ví dụ như các thầy cô có thể nhìn thấy đây chính là giống như là cái bài giảng e-learning của mình đúng không? Phía trên này là những cái tên, các cái nội dung các thầy cô có thể đưa vào đây thì tên này, tên của mình đúng không? Thì ở bên này nó là giống như là các cái slide ở trên cái e-learning đấy. Hoàn toàn bằng cái phần mềm này thì cái việc công việc đóng gói xuất bản nó vô cùng nhanh. À, trước đây thì cô Hiên cũng đã thực hiện cái bài giảng e-learning. Với cái phần mềm Adobe Presenter thì nó vô cùng là vất vả, hay là những cái phần mềm khác thì nó cũng rất là vất vả. Nhưng đối với cái phần mềm Avina này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Như vậy thì với cái phần mềm Avina này các thầy cô có thể thấy là mình làm rất là nhanh. Hoặc là ví dụ như mình xem một slide thôi cho nó nhanh chẳng hạn, thì ở đây là
slide được chọn. Đây nó cũng khá nhiều trang cho nên là như vậy các thầy cô có thể thấy là khi mà mình có thể ngoài ra thì các thầy cô có thể là xuất từ cái nhập từ cái file PowerPoint, nhập từ file PowerPoint chuyển vào cái Amvina này cũng rất là nhanh. Ví dụ như ở đây thì các thầy cô có thể nhấn xuất bản này hoặc là nhập này. Xuất bản thì ví dụ như ở đây các thầy cô chỉ việc là nhấn vào xuất bản và nó xuất bản ra cái file. Là dùng nó xuất bản hoàn toàn là ra cái e-learning. Ngoài ra thì bây giờ cô Hiên sẽ hướng dẫn các thầy cô sẽ nhập nhé. Cái mục có thể là nội dung các thầy cô có thể là nhập từ file PowerPoint này. Ở đây để nhập thì các thầy cô có thể là mở một cái Avina mới, một cái trang mới, một cái tab mới. Như vậy thì các thầy cô sẽ nhấn vào phần mục mới. Sau khi ở phần tạo cái mục mới thì các thầy cô sẽ, ở đây là lúc nãy là cô Hiên đã nhấn xuất bản đúng không ạ? Đấy là file lúc nãy mình xuất bản đúng không ạ? Như vậy thì hoàn toàn các thầy cô làm được cái phần Avina này nó rất là nhanh đúng không ạ? Các phần trò chơi này thì ở trên Avina nếu như các thầy cô nào ứng dụng thì có thể là thực hiện ở đây và các thầy cô có thể là mở luôn đúng không ạ? Xem phần dự án này. Vậy như vậy các thầy cô có thể thấy là đây là ở phần trên cái file mà mình đã vừa xuất bản đấy đúng không ạ? Các thầy cô thấy ở đây là nó xuất bản ra luôn đúng không ạ? Cô Hiên sẽ làm nhanh, nhấn nhanh như này đúng không ạ? Ở đây là hoàn toàn mình có thể là nhấn nhanh như này. Các thầy cô có nghe được âm thanh không ạ? À, nghe được đúng không ạ? Ví dụ như là cái phần trò chơi chọn 50-50. Chúng tôi xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai. Để xuất bản có nhanh không ạ? Rất là nhanh đúng không ạ? Và ngoài ra thì mình cũng có thể chọn những cái các cái phần gọi điện thoại cho người thân vân vân. Đấy thì ở trong cái mục này mình có thể là làm rất là nhiều những cái phần trò chơi như này. Cô Hiên sẽ chọn nhanh một vài cái nhé. Đấy, ví dụ như đây. Ví dụ như là theo dân gian thì để giải cảm sông lá đúng sông không? lá, đó là câu trả lời đúng. Vâng, đấy, như vậy là những cái phần trò chơi trên Avina này có chuyên nghiệp không thầy Hải? Ở đây là đang xuất bản ra e-learning luôn đấy nhá. Như vậy thì các thầy cô có thể là làm trò chơi sau đó là xuất bản ra luôn đấy. Cái file xuất bản luôn đấy. Cô Hiên sẽ mở lại cái này cho các thầy cô thấy này. Đấy. Như vậy thì là mình thấy ai là triệu phú đây ạ? Đấy, cái file đây là index.html5 này. Như vậy từ cái file PowerPoint mình có thể nhập vào và mình lại có thể xuất bản ra thành cái bài giảng e-learning với một cái thời gian, cái tốc độ rất là nhanh đúng không ạ? Còn muốn nhập vào thì các thầy cô sẽ nhấn vào đây nhé.
Nhập nhanh thì các thầy cô chỉ cần vào cái mục nhập. Vào mục nhập ở đây. Sau đó các thầy cô sẽ chọn cái file mà mình cần nhập. Đây là đang là ở trên Avina. Ví dụ là các thầy cô muốn nhập cái nội dung nào đó, cô Hiên sẽ nhập cái nhỏ nhỏ này cho nó nhanh. Các thầy cô có cái file bài giảng nào thì các thầy cô chỉ cần việc nhập vào, như vậy là nó sẽ xong ạ. Ví dụ như cô Hiên sẽ chọn cái này hoặc là chọn tất cả, đồng ý. Cô vừa xong cô Hiên lại chọn chọn vào luôn cái trang trắng, đúng không ạ? Như vậy thì các thầy cô có thể thấy là mình nhập file PowerPoint ở đây là cô Hiên vừa nhập một cái slide, đúng không ạ? Hoặc là một file mới, hoàn toàn làm được. Như vậy các thầy cô đã làm được những phần à, các thầy cô đã thấy được là cái phần mềm này nó hay không ạ? Những thầy cô nào mà đã có cái phần mềm này bản quyền rồi, các thầy cô có thể nhấn số 10 các bạn, bởi vì xin chúc mừng các thầy cô, bởi vì là cái phần mềm này cô Hiên sẽ search trên mạng cho các thầy cô thấy là cái giá trị của nó như thế nào đấy ạ. Giá phần mềm Avina bản quyền ạ. Đúng không ạ? Các thầy cô sẽ thấy là cái giá trị của nó lớn không ạ? Thế Hải có thấy cái giá trị của phần Avina bản quyền nó lớn đến mức như thế này không ạ? Rồi. Thế Hải có thấy là mình quá may mắn khi mà đã mua được cái phần mềm đấy không ạ? Như là thầy Hải không nhanh là phần mềm đấy nó sẽ dừng lại, thầy sẽ chỉ được 1 năm là thầy sẽ không thể mua tiếp được, và muốn mua cái phần mềm này, cái trị giá của nó là đến như thế này là suýt 10 triệu, và với một máy đấy. Thì nếu như mà sử dụng đến hai máy hay là hơn thì cái giá trị nó còn cao hơn nữa. Những thầy cô nào muốn có cái phần mềm này mà với mức giá mà rẻ nhất ạ, thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên là tôi không ạ? Các thầy cô thấy là cái phần mềm Avina này nó có vô cùng là hay không ạ? Kể cả giống như là bảng tương tác thông minh cũng như vậy, thì các thầy cô thấy là ở cái phần mềm bảng tương tác thông minh nó cũng có cái key bản quyền. Nếu như các thầy cô thấy là cái bảng của mình nó có vấn đề gì ấy, thì cô Hiên sẽ cung cấp cho các thầy cô cái phần mã key bản quyền khác nhé, để các thầy cô có thể là sử dụng nó một cách là tốt nhất ạ. Những thầy cô muốn có cái phần mềm Avina này với cái phần giá thấp nhất, các thầy cô có thể nhấn vào ô chat giúp cô Hiên là tôi không ạ? À, có rất là nhiều thầy cô muốn có cái giá cái phần mềm Avina bản quyền, đúng không? Phần mềm này thì các thầy cô có thể là gõ công thức toán học, thậm chí là mình có thể gõ công thức toán, vẽ biểu đồ, vẽ sơ đồ tư duy, làm bài giảng e-learning, thiết kế các cái phần trò chơi chuyên nghiệp, và nó rất là nhanh và tốc độ. Đặc biệt là giao diện thì hoàn toàn là bằng tiếng Việt các thầy cô ạ. Và nếu như cái giá gốc mà để mua cái phần mềm này nó là 10 triệu. Tuy nhiên thì ở hôm nay cô Hiên sẽ đã liên hệ với công ty Avina để có thể hỗ trợ cho các thầy cô với cái mức giá mà nhỏ nhất. Đó là các thầy cô có thể mua cái mức giá nó chưa đến 1 phần 10 cái trị giá của phần mềm đấy, các thầy cô có muốn không ạ? Ngoài ra không chỉ như thế đâu, các thầy cô còn được tặng những cái phần quà vô cùng giá trị. Vì cô Hiên cũng biết là những cái năm trước đây khi cô Hiên tham gia cái bài giảng điện tử thì cô Hiên đã sử dụng những phần mềm Crack ấy.
thì mình mất đến cả tháng trời lăn lộn và vất vả. Nếu như lúc đấy mà có một cái phần mềm nào đó thì cô Hiên sẽ sẵn sàng mua nó. Nhưng thực sự là nếu như cũng mong muốn mua nhưng cái giá như thế này thì các thầy cô thấy là không thể mua nổi, bởi vì là với cái chi phí của các thầy cô thì nó hết cả tháng lương hoặc hơn tháng lương. Đấy. Như vậy thì cô Hiên sẽ nhờ bên công ty có cái chương trình để hỗ trợ các thầy cô với cái mức giá đó là 899K để các thầy cô có thể sử dụng cái phần mềm bản quyền mãi mãi, và với mức đó là 499K để các thầy cô có thể sử dụng trong một năm, dùng thử một năm để có thể các thầy cô thực hiện cái công việc của mình một cách dễ dàng. Và ngoài ra thì cô Hiên có thể là hướng dẫn hỗ trợ cho các thầy cô những cái nội dung cũng như là có thể là tham gia cái khóa học để các thầy cô có thể sử dụng ứng dụng cái phần mềm này một cách tốt nhất, cũng như là sẽ có những cái hướng dẫn hoặc là các thầy cô muốn nhờ sự hướng dẫn của bên nhân viên thì cô Hiên sẽ liên hệ để hỗ trợ giúp đỡ các thầy cô. Các thầy cô có sẵn sàng tham gia và hướng dẫn ở phần nội dung này không ạ? Có mong muốn là cô Hiên hỗ trợ và hướng dẫn không ạ? Thật sự thưa các thầy cô thì trước đây thì cô Hiên cũng khi mà mới công việc giảng dạy của mình ấy thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái công nghệ thông tin, nhưng nhờ được sự ham học hỏi về công nghệ thông tin và được sự hỗ trợ của các thầy cô thì cô Hiên cũng đã biết đến những người thầy rất là tuyệt vời, cũng giống như là những cái phần mềm rất là hay mà cô Hiên đã tìm kiếm. Thì nhờ những cái phần mềm như vậy thì trong cái những cái cuộc thi ấy thì cô Hiên đã đạt có những cái giải, thì cô Hiên đã đạt được những cái giải của đạt được cái vào cái vòng chung khảo của quốc gia, ví dụ như là thiết kế bài giảng điện tử hay là thiết bị dạy học số, thì cô Hiên cũng được vào cái trang web của bộ ấy. Thì tất cả những cái nội dung này đó là sự ứng dụng công nghệ thông tin các thầy cô ạ. Dù là mình có nỗ lực về chuyên môn đến mấy nhưng nếu không có sự hỗ trợ về công nghệ thông tin thì hoàn toàn các thầy cô thấy là mình dù có giỏi đến mấy thì người khác cũng chưa thể nhìn thấy được. Bởi vì nếu như các thầy cô chỉ ở trong trường mình đúng không ạ, chỉ với những cái phần mềm mà nó rất là đơn giản, thì trong buổi hôm nay thì cô Hiên sẽ dành tặng cho những thầy cô mà có những cái nỗ lực và chăm học nhất ở buổi hôm nay đấy. Đấy là một cái sự hướng dẫn, hỗ trợ và ưu đãi để các thầy cô có thể là có những cái thành công vượt trội hơn các thầy cô khác ở trong năm học này. Trong cái năm học trước thì cô Hiên đã được tham gia đó là hội đồng thẩm định cấp quốc gia đối với bộ môn công nghệ lớp 8, và năm học này thì quyển sách lớp 8 thì cô Hiên đã có được ghi tên mình trên đó, và cô Hiên lại tiếp tục được tham gia những cái hội đồng quốc gia. Thì cô Hiên mong rằng là những gì mà cô Hiên đã làm được và cô Hiên sẽ chia sẻ, đặc biệt là những cái thầy cô mà ngồi học đến khuya như thế này, đó là những thầy cô mà rất là tâm huyết. Thì ở cái phần mềm Avina này nó vô cùng hay các thầy cô ạ. Phương có ý kiến gì về cái phần mềm Avina này không ạ? Thì cái phần mềm này nó dễ hơn Storyline nhiều thế cô ạ. Dạ vâng ạ, toàn bộ là bằng tiếng Việt đúng không Phương? Storyline thì em cũng theo thầy Phương nhiều nhưng đến bây giờ em vẫn chưa làm được theo ý mình. Khi mà Thế cái phần mềm này thì nó dễ sử dụng. Thứ nhất là bằng tiếng Việt, với lại thứ hai các slide em thấy cô chuyển ra, cô kéo các thao tác bằng tay á, rất là dễ. Còn Storyline mình phải sử dụng câu lệnh, nếu mà mình không thực hiện đúng câu lệnh của nó thì mình sẽ không điều khiển được nó. Thì em nghĩ cái này phần mềm này sẽ dễ và nó đỡ cực công hơn nhiều so với Storyline. đặc biệt là cái phần mềm này bản quyền thì các thầy cô không phải lo là cứ cài đi cài lại đúng không ạ? Đúng rồi, cái đó Cô cứ Hiên một cũng cái đã là tẩy dùng cài lại. cái Storyline 3 rồi Storyline 365 ấy, thì cứ một tháng mình gỡ, và đối với cái phần mềm này thì nó vô cùng nhẹ các thầy cô ạ, nên là cài đặt nó rất là dễ dàng và mình cài một lần và mình dùng mãi mãi. Mà với mức phí này thì chắc chắn là các thầy cô hôm nay là nhận được cái giá trị vô cùng là may mắn luôn ạ. Thực sự là cô Hiên biết là cô Hiên cũng không phải là
cứ phải là gợi cho nhiều thầy cô vào đây đâu, thực sự là những thầy cô nào xứng đáng mới nhận được cái giá trị đó, bởi vì ở bên ngoài sẽ có vô số những thầy cô sẽ phải bỏ cái số tiền gấp nhiều lần như thế để đi thuê đúng không ạ, rồi thậm chí là đi mua những cái sản phẩm nhưng mà cũng không mang lại cho các thầy cô được những cái giá trị của giải thưởng hay là những cái vinh dự, hoặc các thầy cô đi thuê có thể là có những cái giải nhưng nó chỉ là cái tạm thời, bởi vì nó không phải thực sự là cái mà mình làm ra. Cái giải nó phải là thực sự các thầy cô bản thân mình có thể là tạo ra cái đấy thì mình sẽ mang lại cái giá trị thực sự. Còn nếu mà mình đi thuê mất đến hàng vài triệu được một cái gì đó, nhưng rồi đến những cái lần sau liệu các thầy cô lại có tiếp tục đi thuê được nữa hay không? Nhưng với phần mềm này thì hoàn toàn giúp cho các thầy cô không chỉ là đối với bài giảng e-learning, toàn bộ những cái nội dung là trên lớp các thầy cô giảng ấy, hoặc là các thầy cô hội giảng thi giáo viên giỏi cấp huyện cấp tỉnh thì các thầy cô sử dụng những cái phần mềm này, hay là các thầy cô làm cái sáng kiến kinh nghiệm đều có thể sử dụng những cái này kết hợp vào, nó vô cùng là hay. Và khi biết được đến cái phần mềm này thì thật sự là cô Hiên bảo như vậy, mà nếu như cô Hiên biết trước nó hàng 10 năm nay thì chắc chắn là cô Hiên còn có những cái đỉnh cao hơn nữa. Nhưng những cái sự cố gắng của cô Hiên cũng đã giúp mình đã vươn lên được những cái tầm đó là ở quốc gia đúng không ạ, và đã được tham gia vào những cái hội đồng rất là lớn của quốc gia, thì đấy chính là những cái mà cô Hiên mong muốn là chia sẻ cho những thầy cô thực sự xứng đáng ở trong ngày hôm nay. Thì chắc chắn là những thầy cô mà ngồi học như này thì các thầy cô là số một rồi đúng không ạ, cho nên cô Hiên thực sự là cũng rất là biết ơn các thầy cô và cũng sẽ mang hết những cái giá trị mà cô Hiên đã nỗ lực làm được sẽ giúp cho các thầy cô trong năm học này sẽ mang đến những cái thành công và những cái kinh nghiệm để giúp mình có thể vượt trội hơn tất cả những thầy cô khác đối với bảng tương tác thông minh và cái phần mềm Avina này. Bảng tương tác thông minh các thầy cô có thể là sử dụng nó để tham gia cuộc thi thiết bị dạy học số, và sử dụng bảng tương tác thông minh để ứng dụng nó trong tất cả các cái tiết dạy trong năm học một cách đơn giản nhất. Có rất nhiều những thầy cô là một cái bài giảng mất 400-500 và chia sẻ lại cho người khác, bởi vì nó không được bài nào hay cả, không được một bài nào nó hiệu quả cả. Có nghĩa là gần như là người ta cũng quảng cáo một hai bài, sau đó thì những cái bài còn lại là không sử dụng được. Vậy thì tại sao mình không thể tự tay mình làm nên những cái cuốn sách giáo khoa, mà trên cuốn sách đấy nó có thể có những cái ý tưởng vô cùng đột phá, nó trở thành những thiết bị dạy học số, học sinh rất là hào hứng. Và ở trên trường thậm chí không chỉ học sinh mà các thầy cô cũng rất là mong muốn là những cái nội dung mà cô Hiên hướng dẫn, kể cả đối với các thầy cô ở trường mình, và các thầy cô cũng còn thích vẽ. Xong cô bao giờ học hả cô? Ở nội dung này thì cô Hiên sẽ bắt đầu học thứ bảy và chủ nhật các thầy cô nhé, bởi vì là ngày mai thì là cũng là ngày trung thu và hôm nay thì cũng có Cô rất là ơi tuần nhiều nơi sau đi trung thu cô ơi tuần sau đi thứ thì bảy chủ nhật này bận quá cô ơi. Thứ bảy nhà thầy bận quá à. Hôm nay thứ sáu rồi, hôm nay thứ bảy. Nay đâu thứ sáu rồi, mốt nên thứ bảy chủ nhật là đến để thứ hai đi. cô Phương ơi, cô Phương yên tâm nhé, cô Hiên sẽ quay video lại và có thể là hỗ trợ cô Phương riêng, vì là một trong những cái nhiệm vụ mà cô Hiên phải làm vào cái dịp giữa tháng 10 đó là tham gia cái hội đồng của Bộ Giáo dục, thì có thể là cô Hiên sẽ sắp xếp cái lịch dạy luôn để các thầy cô có thể ứng dụng luôn, bởi vì là cũng đến cái đợt các thầy cô phải hội giảng rồi đúng không ạ. Nếu mà cô Phương có thể chưa sắp xếp được thì cô Hiên sẽ gửi video để cô Phương học, sau đó thì cô Phương có những gì mà thắc mắc thì cô Hiên sẽ hỗ trợ nhé. Thế còn cái lịch này thì cũng rất là mong muốn là sắp xếp lịch để dạy trong cái tháng 10 này các thầy cô có thể là học được toàn bộ những nội dung đấy và ứng dụng ngay ấy, thì nó có hiệu quả hơn ạ. Cảm ơn cô. Và